Mẹ giận luôn rồi. Hello với chị. Hello Ajinomoto. Em khui kìa, phun nha mấy chị, đợi em chút xíu nha mấy chị. Có một con nhện kìa. Ồ, có một con nhện hả? Cẩn thận nó cắn không hả? Nè, đợi rút nha, cứ không điện nó đi rồi. Quên nữa, nào nãy sáng giờ làm tùm lum cái chuyện hết trơn á. Có con. Rồi, không kịp rồi. Con nhện đâu rồi, con nhện đâu rồi. Dạ. Ủa, con nhện đâu rồi. Phải chịu khó mở cái tủ này. Coi chắc ở trên góc á mà. Em chào mấy chị nha. Còn mấy chị đợi em chút xíu thôi nha mấy chế. Trời, chia sẻ giùm em đi mấy chị, cho mất chờ đợi chia sẻ giùm em mọi người chế nha. Nhà nó mở mất tiêu rồi. Rồi em nha mấy chế nha. Hôm nay em có đặc biệt lắm. Hôm nay em có áo vest laser nè. Em có áo vest laser nè. Em có chân váy mới khui nè. Em có em có áo thun mới khui nữa. Em có đầy đủ hết đó các chị. Rồi hôm nay ai vô xem cho em xin một chấm. Với lại cho em ghim cái bình luận là đồng giá. Cho em ghi cái bình luận là đồng giá 100.000 ba cái nha. Hôm nay em khui thập cẩm luôn chứ không phải khui áo thun không, mà em sẽ chen vô cho mấy chế. Đây hôm nay em có rất là nhiều đồ đẹp. Hôm nay toàn bộ siêu phẩm không hả mấy chị? 100.000 ba cái hết. Rồi ai đang xem cho em xin cái bình luận được mấy chế ơi. Rồi nè, em lên một em basic nha mấy chế nha. Basic mấy chị có thích không? Một con basic của ba phân size S giùm em mấy chị. Basic của ba phân size S giùm em nha. Đồng giá 100.000 ba cái nha. Chốt con này cho em vi mã số 12 đi mấy chị. Mẹ thấy con nhận không? Con nhận nó bò đi mất tiêu rồi, mẹ không có thấy. Mẹ ơi, mẹ thấy con chụp nó dậy. Nó bò đi mất tiêu rồi. Chụp nó dậy. Cho em ghim cái bình luận đi mấy chế ơi. Đồng giá 100.000 ba cái nha. Mẹ con chụp bụt. Thôi mẹ nói mẹ đang like mà sao con kỳ vậy. Ở ngoài chơi nghe. Rồi một em Uni Willow nè mấy chị nè. Một em Uni Willow size SM giùm em con này nha. 50-55kg quay đầu mặt đẹp. 50-55kg quay đầu mặt đẹp nha. Hàng Uni nha mấy chế. Lấy con này cho em mã số 182. Hàng Uni Willow mã 182 luôn giùm em. Hàng Uni mã 182 nha. Hôm nay em lên áo thun trước nha mấy chị. Nay đồ đẹp lắm. Ai đang xem cho em xin một chấm đi. Trời siêu phẩm có luôn nè. Trời má ơi đã quá. Siêu phẩm mấy chị, 50-55kg mặt đẹp. Thanh Thanh có xem lấy con này đi em, hàng hiệu. Lấy cho chị mã số 89, hàng hiệu nha. Mã 89 nè. Mã 89 hàng hiệu nè. Trời đẹp quá, con này nhức nách. Con này hiếm dễ sợ không? Cổ ba phân mà đẹp ghê không? Rồi một con nè, 89 lấy chị Hoàng Thúy. Trời, chị Hoàng Thúy hên quá vậy. Siêu phẩm đầu kiện của em đó, hơi con này quá đẹp. Con này chị mặc với chân váy cũng ok luôn á chị Hoàng Thúy ơi. Rồi cho em ghim cái bình luận 100.000 ba cái đi mấy chị. Hôm nay em khui kiện rất là nhiều đồ đẹp. Hôm nay em khui kiện đồ đẹp nè. Một con có cổ Nike nè mấy chị.
Em chào chị Như Ý Phạm. Một bông Nike nha mấy chị, Nike CS mẹ em nha. Nike CS nè, dưới 50kg mặt đẹp. Nike này 35.000 luôn, lấy cho em mã 141 đi. Nike 35.000 luôn, mã 141 luôn dùm em nha mấy chị nha. 89 của chị Hoàng Thúy nè. Cho em ghi cái bình luận 100.000 ba cái nha mấy chị, để cho tất cả mọi người cùng mua nha mấy chế. Để cho tất cả các chị cùng mua nha. Rồi em lên hàng hiệu nè. Hiệu mà hai người ngồi đau lưng với nhau á mấy chị. Rồi cái này là phong ngắn lửng luôn. Trời xinh không. Con này 50-55kg mặt đẹp dùm em nha. Em vô móc cho mấy bà coi dễ lắm. Rồi phong lửng nè. Phong lửng cho mặt cái quần lưng cao này nọ rất là xinh. Hàng hãng luôn dùm em. 50-55kg quay đầu mặt đẹp con lửng này nha. Lấy con này cho em mã 64. Lấy con này cho em mã 64. Khui kiện nhiều cái đẹp lắm nha mấy chị. Có nghĩa là khi mà bên em khui kiện là mấy chị được lựa đầu kiện luôn. Mấy chị được lựa thoải mái luôn. Rồi một em. Mấy con này đa số là đồ mới lắm nha mấy chị nha. Rồi đằng sau có hình nguyên cánh chim. Ở đằng sau có hình nguyên cánh chim. Con này 52kg quay đầu thôi mấy chị. 52kg quay đầu thôi. Lấy cho em mã E264. Hiệu em chốt cho chị Hoàng Thúy. À dạ. Hiệu cấp 3 cho bà Lâm Dương, lâu quá không gặp bà ơi. Cho em ghi bình luận 100.000 ba cái đi mấy chị. Dạ vô sớm em lên mấy cái áo vest cho mấy chế nè. Áo vest này là kiểu như E2 của chị Julie. Em nói chung là em bé em bán rẻ. Sau này mấy chị nếu mà em không có hàng rẻ thì em sẽ bán tầm cái giá 50. Mấy chị cũng đừng so sánh. Tại vì tính của em đó giờ là em nhập bao nhiêu em bán bấy nhiêu chứ em không có trục lợi. Thường ví dụ như người ta nhập rẻ, người ta vẫn cố gắng người ta bán đúng cái giá để kiểu như người ta có lời. Nhưng mà em nhập rẻ, tính em là em nhập rẻ, em bán rẻ. Cái đô lô áo vest này em có cỡ 20 cái, 30 cái gì đó. Em nhập giá được lắm, giá tốt lắm. Nên là em bán giá 100.000 ba cái cho mấy chị. Chứ thật ra mà nếu mà khui nguyên một cái kiện vest á thì không có giá này. Cái lô này á, lô 30 cái áo vest này là nguyên cái shop cao cấp người ta nghỉ bán. Người ta để lại cho em một cái giá tốt để mà em hỗ trợ vốn cho người ta. Đây mấy chị, những con này hôm nay mấy chị sẽ mua với giá 35.000 thôi. Thì kiểu như mình mua được giá rẻ lúc nào thì mình mua. Còn khi nào em vi khui kiện thì có gì ủng hộ em thêm. Thì giá đầu kiện là cũng phải 70.000, 50.000, 70.000 chứ không có giá 35. Đây giống như cái vest này nè, đó. Mà hôm nay vest size đẹp không nha, vest size ML không luôn. Em chỉ có 30 cái thôi. Mấy chế xem chấm bài cho em nha. E2 của chị Julie Lê bán 35.000 nè. Mấy chị vest treo shop là chút xíu mấy bà nhìn mấy bà ghiền liền. Rồi 55-60kg vest treo shop nha mấy chị nha. Vest treo shop á, cái mạc đôi khi nó còn người ta còn gắn cái mạc 120-150 đó mấy chị. Rồi lấy con này cho em mã 508. Được chưa, 35.000 đồng giá luôn hôm nay nha mấy chế nha. Lấy cho em vi mã 508. Được chưa, rồi em nói sơ qua đó. Hàng hôm nay nó là như vậy đó. Có gì mấy chị mua hàng thì mấy chị ủng hộ em. Thôi 508 lấy vest cao cấp cho viên nè. Nói chung là Vi nó có được giá rẻ là nó sẽ hỗ trợ giá rẻ cho các chị yên tâm. Được cho. Tính em là như vậy nha mấy chị. Có hàng rẻ là em lấy liền luôn á. Tại vì em nghĩ rằng có hàng rẻ em sẽ bán được giá rẻ cho mấy bà. Em vui vậy đó. Chứ thiệt tình mà nói là đà làm đam mê không á mấy bà. Nhìn nè. Vest hiệu không à. Vest hiệu không à. Rồi con này chưa kịp ủi nữa đó. Em mới treo lên thôi đó mấy chị. Rồi size to luôn, size ML luôn, dễ mặc lắm. Màu của nó ngoài là màu xám trơn, xám nha mấy chế, màu xám, xám 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 muối tiêu á. Rồi lấy con này cho em mã 73, 35.000 luôn, đồng giá 100.000 ba cái. Em chào chị Nu Châu, chào Thanh Thanh, chào Đỗ Thị Toán ha. Ôi hôm nay tôi nhiều lắm, đây đây đây. Con này là giá thị trường cao lắm nè. Nhưng mà giá 35.000 hôm nay có luôn bằng giá street nha. Free size LXL. Free size LXL nè, 35.000 nè, thấy không? Có vì có rẻ, đồ rẻ là vì bán rẻ à. Bởi vậy mấy bà mới thương em đúng không? Rồi lấy cho em mã 101. Em lúc nào cũng nghĩ tới mấy chị hết trơn á mấy chị ơi. Có lô vest chào chia mấy chế ngửi cái. Rồi vest hoa con này size SM thôi, dưới 55kg thôi. Form lửng xinh lắm nha. Rồi từ từ em lên xen kẽ, hôm nay em lên tùm lum thứ hết. 100.000 ba cái mấy bà muốn lựa gì lựa ha. Lấy cho em mã M7 đi. 101 rồi Đỗ Thị Toán nè. Được chưa, cái vest đen, cái vest xám ở đầu không ai lấy em ta. Cái xám ở đầu cũng đẹp lắm hả chị. Cái xám nó size cũng size rộng đó. Rồi áo thun nha. Trời ơi áo thun đầu kiện có khác nè. Lên đã không? Đã không? M7 của chị Nu Châu ạ. 100.000 ba cái nha. Con này là vải da cá hàng thể thao á mấy chị. 50-55kg. Mới xuất sắc luôn. Lấy cho em mã 566. Mới xuất sắc luôn. Mã 566 luôn dùm em. Cái con 566 em thấy đẹp quá. Con 566 đẹp quá đó mấy chị. Rồi lên nè. 3D nè mấy chế, vải nè mấy chị.
À, âm thanh ánh sáng rõ không mấy chế? 100.000 ba cái ha. Con này vải của nó là vải thun lạnh nha, bao độ mới cao lắm, bao độ mới cao dùm em nha. Con này 50kg cho đến 58kg thoải mái luôn dùm em. Quá đẹp mấy chị. 50-58kg quay đầu thoải mái. Lấy cho em mã 117 luôn à. Siêu phẩm 566 của chị Như Ý Phạm. Em thấy con này về cơ bản nó mặc với quần jean hoặc là quần tập đều được hết. Cái con màu xám này nó quá đẹp luôn á trời. Rồi từ từ em lên sang kẻ. Rất là nhiều đồ luôn được chưa? Oh wow. Free size dùm em dưới 60kg ha. 50kg đến 60kg với bà mặc đẹp nha. Con này nếu mà xét về độ mới cao là có 35.000 thôi, quá rẻ luôn. Mới tin mấy chị yên tâm, hàng đầu kiện nó mới tin nè. Mã E20 dùm em nha. Cái nào mà cũ lỗi hay là bị có vấn đề là bà hai bà sẽ báo lại nha mấy chế. Lấy cho em mã E20 dùm em luôn. Tại vì đôi khi nhiều đồ quá đó, em với chị hai cũng bị lỗi mà, cũng bị sót, nên mấy chị cứ yên tâm. E20 của chị Julie Lê. Từ hôm nay em có nhiều đồ lắm nha. Rồi một em free size tiếp tục nè. 50kg đến dưới 60kg mặt đẹp, ánh trăng hình lưỡi liềm ha, bông hoa đồ các kiểu ha. Lấy cho em mã 282. E20 của chị Julie Lê nha. Từ từ, nhiều lắm mấy chị ơi, đồ đẹp lắm. Rồi một em nè mấy chơi. Con này size nhỏ dưới 50-51kg thôi dùm em. Quá đẹp, xuất sắc. Dưới 50-51kg thôi dùm em nha. Lấy cho em mã số 10 đi. Lấy cho em vi mã số 10 đi mấy chị ơi. Rồi phơm trơn một túi dùm em ha. Dạ alo. Ừ cái đó nó chuyển quái bà là tại vợ em nó chuyển quái mà. Ừ thì cái em cũng có trình bày rồi đó, nếu mà hạ rẻ được em đã hạ rẻ rồi, còn nãy nãy không có hạ rẻ được thì cái gì không lấy thì em ok, không lấy thì em ủi em bán, chứ đừng có để em ủi rồi em để giá cao hơn nữa, tại vì em chưa cho nhân viên em ủi. Thì có gì em nói với chị đó là em chịu tiền xe rồi đó, tại hôm qua là cái giá chị toàn chân váy siêu phẩm còn lại nguyên hết rồi, em bán toàn áo 40.000 không à, nên cái tiền nó không có được nhiều. Tại vì cái áo, mấy áo đẹp là chốt, mấy cái áo là tụi em cái dòng áo đó, tại vì bán ở đây. Dạ, số 10 chốt cho cô Đặng Hoàng Nương. Thì mình phải chịu, tại cái kiện này kiện mít mà anh. Chứ ở ngoài thị trường nó cũng không có kiện áo riêng nữa đó. Đúng rồi, người ta lấy áo đẹp 40-50 người ta lấy hết. Ta lấy áo chứ người ta cũng không có chuộng chân váy. Nhưng mà cái này nếu mà vô hội miền Bắc bán chân váy nhung lại lại có giá. Không, tụi em có bán ở ngoài thì cũng khó vậy đó. Thì có gì em trả lời với chị là em chịu thêm cái phần tiền xe cho chị đó. Đó, có nghĩa là chuyển khoản tiền hàng thôi, còn bao nhiêu tiền xe là em chịu hết. Chứ bây giờ em không bớt được nữa. Tại vì còn 70kg tiền hàng mà, còn 70kg hàng á. Hôm qua bán có 125 cái thôi mà còn tới hôm qua em bán 125 cái mà còn tới 190 cái. Là anh cứ nghĩ đi là 70kg của một kiện 100kg nó còn lại đó. Mà em hạ giá đó là một cái giá quá rẻ luôn á. Không, cái giá đó là giá đang tại tính là cái giá chỉ xuống hạ xuống bằng cái giá 15 triệu đồng. Cho nó dễ. Khó quá vậy ta. Em trả lời anh sao được không? Tại vì cái nó sẽ chỉ quá cho em để bán nó mới được. Rồi mà em chỉ quá, tại vì trong đây nó cũng chỉ quá. Nhưng mà nó bù qua sớt lại mấy cái set bộ với mấy cái set bộ với mấy cái áo khoác xịn em còn đầy đủ hết luôn á. Thì mình bù qua sớt lại lô cho em chứ. Tại vì trong dạ có gì em báo lại cho anh nha. Dạ 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 dạ. Rồi cái xám này giờ cái sao dạ ok cấp máy giùm em ấy. Cái xám này 52kg ha. Chị Chu Ly Lê lấy cho em mã 533 đi chị, xám trơn. Tắt máy giùm em. Rồi xám trơn số 10 nãy con chốt cho cô Đặng Hoàng Nương rồi nha cô. Em xin lỗi mấy chị ha, em lên ha. Có người hỏi mua em lô chân váy nhung 533 chị Julie Lê. Mà em không có, em không có xuống giá được, họ trả giá thấp quá à. Mà hôm qua bán chưa tới được nửa kiện nữa mà. Rồi em lên ha. Chân váy nhung mấy chị được chừa lại cho em mấy cái chân váy cao cấp không à. Đồ nhung á, mấy áo mấy bà lấy hết luôn. Giờ người ta chơi thấy chưa. Rồi con này size S rồi, con này đẹp quá. Dưới 50kg lấy ngay và liền con này. Con này mấy bà nhìn cái form của nó mấy bà có ghiền không? Để ý nè, để ý cách nó may nè mấy chị. Mấy chị ơi, cái con này phải gọi là hiếm luôn á. Ê, lần đầu tiên thấy cái band này luôn á mấy chị. Band nó nhỏ chứ nó làm cái đường band luôn nè. Lấy cho em mã 404 CS nha.
Hay quá ha. Hay là người ta mai vô ta. Lấy cho em mã 404 luôn giùm em nha. Bà nào thích body sexy lady lấy con đó luôn. Rồi đồ khui kiện quá trời quá đất đẹp mấy chị ơi. Em lên liên tục ha, em xin lỗi mấy chị đợi, để mấy chị đợi lâu nè. Rồi con này nè 55kg cho đến 57kg thoải mái. Ôi đẹp quá. Đủ nút nha, mới tin. 55kg đến 57kg mã 223 luôn giùm em. Rồi vest. Vest 6 nút nè, nhưng mà nó bị bể một cái rồi mấy chị. Con này là hàng hiệu á nha mấy chị. Mấy chị để ý ha. Ở trong đây nè, nó có cái lỗi lớp lót á. Em nghĩ nó không vấn đề đâu, nhưng mà con này mấy chị, con này hiệu độc lạ hiếm, bị bể một cái nút thôi, được chưa? Đó. Không có nút sơ cua luôn, mới ghê chứ. Rồi con này 35.000 nha. Nói chung là ai lấy con này là em nghĩ là tuyệt vời luôn. Mấy chị nhìn kỹ áo nè. Mấy chị nhìn kỹ áo ha. Rồi con này năm size ML luôn giùm em nha, size ML. Lấy siêu phẩm này cho em mã số M87. Con này không bao giờ có con thứ hai. Có một cái nó bị lỗi nút nhưng mà em không bớt tiền à, 35.000 à. 404 của chị à, Ái Thi Lê, 223 của chị Như Ý Phạm. Ai chốt cái vest không? Chốt thôi em mà đi làm lại làm lấy cái vest đó liền, quá sang cái vest đó mới chết. Ai 404 xe ha chị ha. Rồi hồi đầu em có cái có cổ xa Nike xe S là chết. Rồi con này hàng của Nike nè chị. Nike nè ha. Nike chuẩn giùm em. Xe S dưới 50kg giùm em ha. Chứ lấy thì chốt cho em ở 141 đi. Chứ lấy thì chốt cho em ở 141. Em có một con basic hồi đầu nè. Cổ 3 phân cực kỳ đẹp luôn. 52-53kg màu xám. Lấy cho em mã số 12. Tầm giá 100.000 ba cái nha mấy chế. Cho em ghim cái bình luận đây chàng đất ơi. Siêu phẩm nè mấy chị. Size 88. Con này là ngực 94 nè. Eo 98 nè. Dài 170cm. Quá tuyệt vời con này mấy chị ơi. Mấy chị size L mặc vừa luôn mấy chị. Cực phẩm nè. Cực phẩm này 35.000. Ai chốt nhanh tay chấm thôi người khác chốt nha. Em không chịu trách nhiệm nha. Lấy cho em mã số 17. Về cơ bản MV biết là nó rẻ. 12 của chị Đỗ Thị Toán. Nhưng mà em có nói trước rồi. Tại vì em nhập được rẻ, em bán rẻ. Em nhập, em khui kiện giá cao, em bán cao. Em chỉ có đúng 30 cái áo vest mà hàng shop người ta nghỉ bán. Người ta để lại cho em giá tốt, em để lại cho mấy chị giá tốt, được chưa? Rồi 17 chúc mừng của chị, chúc mừng chị Hoàng Thúy. Hôm nay 20 tháng 10 chúc tất cả các chị vui vẻ. Rồi lúc nào cũng xinh đẹp. Nhất là chị Hoàng Thúy nè. Chốt được hai con vest đen đính đá tuyệt vời luôn, giá tốt luôn. Chúc mừng chị Hoàng Thúy nha. Đó mấy chị, em nói thật, hôm nay là có bao nhiêu đồ đẹp em đưa hết. Giá này rẻ luôn nha mấy chế. Rồi, cảm ơn các chị. Em chào chị người Bến Tre ạ. Rồi, em lên con này size S giùm em dưới 48kg mặt đẹp ha. 47-48kg mặt đẹp đằng sau cục nơ. Rồi, lấy con này cho em vi mã số 409. Dạ, có vest to chị. Vest to... hồi nãy có một cái vest 65kg là có người lấy rồi hề. Đợi em nhá. Con này không đủ to hả? Thường ra số là 65kg không à? Con này có 60kg rồi nè. Trời ơi, con này cái cổ của nó đẹp quá nè mấy chị. Cực phẩm không? Rồi nút, cái tay á, cái nút của nó có tới cái tay 4 nút lận nha mấy chế. Con này thì 60kg quay đầu thôi à. Rồi, con này chỉ có 35.000 thôi. Mấy chị lấy cho em mã 477. Đẹp không ạ? Lấy cho em mã 477 luôn giùm em. Em có cái này nữa nè. Con này là cực nhất nách luôn. Rồi con này mấy bà mà mặc với sơ mi trắng là tuyệt vời. Mấy bà tuyệt vời cái ghi lê này nha. Ghi lê thổ cẩm nè. Con ghi lê này size SM thôi mấy chị. Có một cái một à. Lấy cho em mã M1 giùm em nha. Có một cái một thôi. Đồng giá 100.000 ba cái nè. Em nói thiệt chứ cho ai cho em cái bình luận để em ghim đi ta. Em khổ quá vậy ta. Xin cái bình luận 100.000 ba cái cho tất cả mọi người cùng mua với nè. Rồi đây đây size to nè chị. 60-65kg quá tuyệt vời. Bà Đỗ Thị Toán nè, chị Nguyễn Lan lấy con này đẹp quá nè. Rồi 60-65kg size XL ha. Lấy con này cho em mã 511 đi mấy chị. Hôm nay khui kiện áo thun, áo vest mà có 100.000 ba cái thôi. Coi như là tri ân đến các chị xinh đẹp của em ngày 20 tháng 10 nha. Rồi em lên áo này nam nữ bận đều được ha. 50-55kg giùm em. Nam nữ bận đều được, 50-55kg giùm em nè. Lấy cho em mã 260. Cảm ơn bình luận của chị Nu Châu nha. Rồi em đã ghi bình luận rồi nha mấy chị. Đồng giá toàn bộ 100.000 ba cái ha. Lấy con này cho em mã 260. Nam nữ thoải mái ha. 260 của chị Hoàng Thúy. Siêu phẩm nè.
con này free size từ 55kg cho đến 60kg thoải mái. Free size từ 55kg đến 60kg thoải mái, cũng nam nữ luôn mấy chị. Lấy cho em mã bơi 34. Lấy con này cho em mã bơi 34 nha mấy chế nha. 511 em chốt cho chế Thúy Oanh nè. Đẹp quá chị Thúy Oanh, 511 đẹp quá chị, size 65kg luôn, rất là thích luôn. Con 511 mê quá mấy chị ơi, con 511 cái sọc của nó rất là đẹp luôn á. B34 em chốt cho chị Hoàng Thúy à. Rồi em lên một em có cổ cho bé gái ha. Con này cho bé gái nha mấy chị, 35kg giùm em. Bé gái 30-35kg giùm em, rất là đẹp. Lấy con này cho em mã C65 đi mấy chị ơi. Lấy cho em mã C65 giùm em nè nha. Đồ em nhiều lắm mấy chị. À, em lên ở trên hả, trên em cũng soạn rất là nhiều đồ đẹp. Nó nguyên một kiện lận ha, nó được 300 con. 300 con đẹp nha. Rồi, đã chưa? 50kg đến 56kg giùm em con này. Lấy cho em mã 964. Đó, 50-56kg giùm em, mặt đẹp nha mấy chị. Mã 964 luôn giùm em. Wow, mùa em free size nè mấy chế ơi. Rồi 55kg đến 65kg mình mặc siêu dễ thương luôn nè mấy chị. Mới tin nè con này. Con này mới tin luôn. 55kg đến 65kg ha. Lấy cho em mã số 57. Lấy cho em Vi mã số 57 nha mấy chế nha. À, trời ơi con này hàng hiệu nè mấy chị. Con này hàng hiệu. Mấy chị gái size S mặc con này free size cũng đẹp lắm. Mấy chị gái size S mặc con này free size cũng đẹp lắm. Còn không thì tới 60kg mình mặc vừa. Nói chung là con này nó sẽ free size SML đi ha. Rồi lấy siêu phẩm sọc này cho em mã số B74. Con này em nghĩ quá đẹp để mặc dưới quần jean nha mấy chị. 57 của chị Châu Ly Lê. Con này nó quá đẹp luôn. Con này nè mấy chị, mà mấy chị size nhỏ đừng có nghĩ là nó rộng nghe. Mấy chị size nhỏ mặc con đó nó đơn giản lắm. Tại vì cái phông đó nó không có ôm. Rất là đẹp. 57 của chị Châu Ly Lê, B74 chị Châu Ly Lê luôn nha mấy chị. B74 em chốt cho chị Châu Ly Lê luôn nè. B74 đẹp quá, B74 hiệu luôn á mấy chị. Rồi vest ha. Vest này là ngực 85 nè. Đó 94. Vest này vest mỏng một lớp giùm em nha. Trời ơi con này mấy chị mặc đầm váy này nọ đẹp lắm á mấy chị. Đây vest một lớp nha mấy chế, xin ông hàng hiệu giùm em. Dành cho mấy bà mà ngực 85 á, ngực 85-86 á. Lấy siêu phẩm này cho em mã C41. Lấy cho em mã C41, sao chỗ tôi không giao được vậy ta? Hình như là hôm qua là bắt đầu giao được rồi đó. Hôm qua là bắt đầu giao được một số nơi rồi đó. Tại vì nó cập nhật địa chỉ từng ngày luôn á. Là bên tôi là cập nhật địa chỉ từng ngày luôn. Hôm qua là giao được một số nơi rồi. Rồi con này nha, dưới 50kg nè. Form lẫn dưới 50kg siêu phẩm nè. Lấy siêu phẩm này cho em mã số 0 đi. C41 của Duyên Duyên nha. Chú Ly Lê sao con C41 đẹp lắm nha mấy chị. Con C41 nhiều hot girl tìm lắm á. Tại vì form nó form một lớp body đẹp kinh khủng luôn. Rồi em lên hàng thêu mấy chị. Nhất cái nách chưa mấy chế ơi. 50-55kg mặt đẹp giùm em. Lấy con này cho em mã số 3. Đợi chút xíu hai ơi, hàng của Linh đi chưa hai ơi. Lấy cho em mã số 3 nè. Rồi mấy chị vest laser nha mấy chế nha. 50-55kg quay đầu con này ha. 35.000 giùm em nha mấy chị. 35.000 giùm em đủ nút nha. Lấy con này cho em mã A14 luôn giùm em, đằng sau còn nguyên đai. Lấy cho em mã A14. Cái này là dạng áo dày nha mấy chị. Mình có thể mặc thu đông giùm em. Dày nha. Dày nha mấy chị nha. Mặc thu đông giùm em nha mấy chị. Ai mà xe lạnh thì hôm nay vô lựa đồ là hợp lý luôn. Trời ơi con này sang quá. Cô Đặng Hoàng Nương ơi. Wow. Con này 60-65kg nè mấy chị. Con này nó hơi rộng hả? Con này nó có nè, ngực 94, eo 98, ngực 94. Ngực 94 là gài hết cái nút này luôn á, là cơ bản. Ví dụ như mấy chị ngực 100 thì mấy chị đừng gài nút trên, ví dụ vậy. Con này size bự đó mấy chị. Là nó có số đo quá tuyệt vời luôn đúng không? Lấy con này cho em mã E47 35.000. Mã E47 35.000, A14 em chốt cho chị Thất Vũ ạ. A14 đẹp quá chị Thất Vũ ơi. Rồi gọi nữa hả ta? Dạ alo. Không được anh ơi, nếu mà tách như vậy khó quá à. Em bán lô mà anh tách như vậy, tại vì lô em bỏ rẻ mà tách như vậy sao bán anh? Không tách được anh ơi. Nếu mà tách được là chết. Nếu mà tách như vậy giá nó cũng cao lắm, nó cũng vô đó à. Thà mình lấy lộn xộn mình bán được gì bán. Chứ anh tách như vậy rồi cái đuôi còn lại em ôm à.
Trong khi đó đồ nhung em đâu có khui 2-3 kiện nữa, em chỉ khui có 1 kiện thôi. Đó, anh cũng buôn bán mà đúng không? Anh cũng hiểu mà. Không được, không được. Nếu dụ mà em khui một lần 3-4 kiện á thì em đồng ý đắp qua. Ví dụ như anh để lại chân váy nhung, em đắp qua em khui kiện tiếp theo. Còn đằng này em chỉ có 1 kiện mà nó hết hàng luôn. Kho nó chỉ còn đúng 1 kiện nữa thôi. Con này 50-55kg giùm em lấy cho em ở 166. Đó, nó phân nó khó như vậy đó. Là ở Sài Gòn đó chỉ còn một kho kiện đó, một cái kiện đó thôi đó. Em hỏi là bán hết rồi đó. Khổ chưa? Em khui đẹp, em cũng đang hỏi kho là có lấy thêm còn không, mà nó nói là hết sạch, không còn một kiện nào luôn đó. Bây giờ anh lấy thì còn cái đuôi ai bán? Ừ, khó thì em nói thiệt là không có kiện thứ hai. Rồi con này 55-60kg vét hoa nha mấy chị. Lấy con này cho em mã 566 ha, 566. Thì có gì giờ em tính lại cho anh rồi em báo cái giá cuối cùng cho anh nha. Giờ cho nó dễ, em đang bán hàng chút xíu. Rồi em cảm ơn. Rồi vét này nè mấy chị, 55kg đến 60kg luôn giùm em ha, lấy cho em mã số 41. 55-60kg luôn giùm em, lấy cho em mã số 41 nha mấy chị. Khổ ghê ha. Tôi nhập hàng lần cả chục triệu, 20 triệu vậy đó. Trời ơi. Rồi lên đi mấy chị, thêu nha mấy chế. Ừ, 50-55kg giùm em đang thêu. Lấy cái này cho em mã số 15 có. Nay khui kiện cái gì cũng có. Rảnh thời gian theo dõi like à. Rồi con này size nhỏ nè. Con này size nhỏ nha mấy nàng. 45-46kg quay đầu mặt đẹp giùm em. Size hơi nhỏ. Lấy con này cho em mã số M33. Bây giờ mới thấy nè Thanh Thanh ơi. Cái hoa này, cái hoa thêu đen này chưa ai chốt nè, đẹp quá nè. Mọi người có thấy em không? Ý, cái này body nha mấy chị. M33 của Duyên Duyên nè em. Rồi cái này áo body ha. Áo body dưới 48kg thôi mấy chị. Áo body dưới 48kg nhỏ nha. Lấy cho em mã số 54. Lấy cho em mã số 54. Mấy chị tầm 45kg đến 48kg mấy chị mặc đẹp giùm em nha. Ai thích mặc body lấy con đó giùm em nha mấy chị. Mấy con vét đẹp quá à mấy chị. Mấy chị không ưng à? Không ưng em lên áo thun nha. Không sao hết, hôm nay em có nguyên kiểu áo thun lần. Wow. Free size từ 55kg đến 60kg thoải mái. Dáng này nè, thinh không? Một con dáng lửng. Con này mấy bà CS mặc cũng được, mà mặc với quần ôm giùm em là ok ha. Lấy cho em mã M10 đi. Mấy bà CS mặc với quần ôm giùm Vi ha, cũng được nha. Con này là lửng nha. Trời ơi, con này hiệu quá mấy chế ơi. Con này hiệu cao cấp quá mấy chế ơi. Trời có 35.000 thôi hơ, có rẻ quá không vậy. Giờ em lên tiếp nha. Một em body mà body size M nè. Rồi con này body cổ trễ dành cho mấy chị phối với chân váy giùm em. M10 em chốt cho chị Hoàng Thúy trước nha. Rồi con này mấy chị, trời chân váy quần jean cổ hơi trễ hở khe một chút xíu thôi. 50-55kg mặt đẹp, một em đỏ quyền lực luôn mấy chị, đỏ sexy luôn. Lấy cho em mã số 49 giùm em nè. Lấy con đó cho em Vi mã số 49 nha. Lấy cho em Vi mã số 49 con đó. Ôi ôi, rồi lấy liền đi mấy chị ơi. Con này là thun mát lạnh, thun da cá mát lạnh size S 49 của chị Tori Lê. Trời con này đẹp lắm mấy chị, hàng hãng đó mấy chế. Con này mấy chế mà gờ cái vải ngoài là mấy chị hết hồn luôn đó mấy chị. Rồi siêu phẩm size S nha mấy chị nha, dưới 50kg body. Lấy cho em mã body mã số C17 đi. Body rất là đẹp, body đó mà vải của nó phải gọi là lạnh luôn á. Gờ vô lạnh cái tay luôn á nha mấy chị. Rồi có cổ em lên. Con này cái cổ nó lạ quá vậy ta. C17 nè, body lạnh của chị Judy Lê. Rồi con này áo bé gái giùm em nha mấy chị, 40kg quay đầu thôi ạ. Áo bé gái 40kg quay đầu giùm em nha, quá dễ thương. Con này mới tinh nè, lấy áo bé cho em mã C63. Lấy áo bé cho em mã C63 nha mấy chị. Rồi em lên nhanh một chút xíu mấy chị ơi, mấy chị đừng có phát ra nha. Trời ơi, đây. Trời đất ơi, đã quá. Free size từ 50kg đến 60kg. Phong cánh dơi có hình con chim này, cái mặt của nó nhìn lựu đạn quá vậy. Rồi mà em phong cánh dơi nha mấy chế. Lấy cho em mã cánh dơi đi.
50kg cho đến dưới 60kg, lấy cho em mã cánh dơi áo có cổ ha. Ok, vì có cái Nike đầu lai nè, có lấy không? Con này size S Nike á. Này nè. Con này size S Nike á, mã 141 ha. Trời ơi, hồi đầu có con này thun lạnh em thấy đẹp quá nè. Con này thun lạnh đẹp lắm, 50-55kg, chất thun lạnh luôn. 50-55kg, lấy cho em mã số 117. Dạ, cái cánh dơi. Cánh dơi em chất cho chế hoàng thủy. Từ từ em có cái cốc cổ nè. Nó hơi nhăn một chút nha bồi, nhưng mà nó mới tinh nè. Tại vì Vi để ở dưới, Vi không có treo thường xuyên á. Con này lịch sự lắm, con này lịch sự mới nha. 53kg quay đầu, 53kg quay đầu mã 88 giùm Vi ha. 53kg quay đầu mã 88 giùm Vi. Ờ, từ từ, nhiều lắm ha. Nhiều lắm. Rồi, hàng hiệu nữa nha mấy chị. Con này màu rêu nè. Trời ơi, Phong, trời ơi, con này đẹp quá à. Con này ai cũng phải có trong tủ. Trời ơi, cái tay của nó nè. Tay lật mấy chị ơi, mê quá. Free size SML, 48kg cho đến 56-57kg là mặc thoải mái luôn nè. Mấy con này là dạng form rộng, mấy bà mặc thoải mái lắm mấy bà. Lấy siêu phẩm cho em mã B10 đi. Cái con B10 này đẹp quá. Cái con B10 đó em thấy đẹp quá mấy chị ơi. Ôi ơi mấy chị ơi, một em đầm. Đầm này 50-55kg giùm em nha. Đầm này cũng 35.000 luôn. Lấy cho em mã số 41 đi mấy chị. Lấy cho em mã số 41 đi. B10 của chị Châu Ly Lê mất rồi. B10 mặc rất đẹp nha mấy chị. Bao nhiêu cái sức cái đẹp của B10 là ra hết luôn. Trời đất ơi, một em rất top lửng mà có cổ nữa nè. 50-55kg luôn mấy chị ơi. Lấy cho em mã 190 nè. 41 của cô Đặng Hoàng Nương. Chị Như Ý ơi, B10 chị Châu Ly Lê trước, chị Như Ý sau có chút xíu à. Bà Như Ý bà yên tâm đi, em vi nguyên một kiện mà bà. Rồi bây giờ mấy chị ưng không, em kêu chị hai đem qua một kiện nữa, được chưa? Rồi cái con 190 rất tốt này nè mấy chị, lấy không? Quá trời quá đất đẹp rồi. Sọt ghim lưng cao này nọ là phối ok luôn, rất là quậy luôn. Đây 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 đây, đồ đẹp em còn quá trời nè, thấy không? Rồi con này dưới 57kg cũng free size SML nha, có túi nè, xinh chưa? Rồi free size SML, lấy con này cho em ở B66. Cái dạng, mấy cái dáng free size này dễ mặc quá mấy chị ơi. Ê, các cô ơi, đẹp chưa? Đây nha, cái này là đính đá ha, đính đá 50kg, 55kg. Trời ơi, quá mới luôn rồi đó mấy chị. Lấy cho em mã số 532 đi ạ. 50-55kg mã 532 B66 của chị Hoàng Thúy nè. Em lên liên tục mấy chị yên tâm, đồ em nhiều lắm mấy chị ơi. Rồi em lên nè, đồ em đẹp lắm nè mấy chị nhìn nè. Trời, con này 50kg đến 56kg quay đầu ha. 50-56kg quay đầu, lấy cho em mã 61 đi mấy chị. Em lên nhanh nhất có thể rồi đó mấy chị. Lấy cho em mã 61 ha, con đó ha. Rồi trắng em còn luôn. Trắng này size rộng nè chị, 55-65kg, con trắng này 65kg mình mặc còn được nam nữ. Không, cái này chắc nữ quá, cổ này cổ V, xin lỗi mấy chị nha. Nữ 65kg vừa luôn, lấy cho em mã 977 đi nha. 61 của chị Quế Đan nè. 61 của chị Quế Đan Nguyễn nè ha. Rồi em lên kiểu đi mấy chị, 50-55kg. Phong này mấy chị mặc giống như cái áo em đang bận gì đó, cái đầm em đang bận gì đó, nó che được bắp tay to. 50-55kg che bắp tay dạ. Lấy con này cho em mã 145. 50-55kg che bắp tay nha mấy chị nha. Lấy cho em Vi mã 145. Oh, free size nữa nè. Hai con trắng quá trời đẹp luôn mấy chế ơi. Ê, 977 em lấy cho chị Nguyễn Phi Nhạn nè. Dài con này cũng 55kg đó. Không, con này 65kg, 68kg vừa luôn. Con này free size đi mấy chị ha, đẹp quá. Con này free size đi, con này là size XL luôn đó. Các chế ơi, lấy cho em mã A7 đi ạ. Lấy cho em mã A7 đi mấy chị. Rồi chị Phi Nhạn ơi, em lấy 977 trắng đẹp cho mình rồi đó chế ơi. Trời ơi, cánh dơi 50-56kg quay đầu thôi nha mấy chế. Size ML giùm em, cánh dơi đen nè. Vải siêu phẩm luôn mấy chị. Lấy cho em mã 537 ha. Lấy cho em mã 537 A7 của chị Diệp Nguyễn nè. Mình mặc form rộng ha. Chị Diệp Nguyễn mặc thích mặc form rộng vậy. Rồi em còn nè mấy chị, em còn con này tay lật nhìn đẹp lắm nè. Mà theo luôn nha. Hả? Con này thì 50-55kg quay đầu thôi nha mấy chị ơi. Rồi size ML 50-55kg quay đầu. Lấy cho em mã số B27 đi mấy chị.
Trời ơi đồ đẹp quá mấy chị. Wow, siêu phẩm thêu 50-55kg size SM luôn giùm em nè. Trời nhất nách con này có 35.000 à. Lấy cho em mã C70 luôn nha mấy chế nha. 35.000 C70 luôn. Rồi con này 55-60kg vừa. Con này size ML 55-60kg vừa nè, đẹp quá trời không. Ôi con này mà mặc với chân váy là nhất cái nách luôn rồi đó mấy chị. 35.000 thôi. Lấy cho em mã 167 đi mấy chế. Em chỉ bán nè 100.000 ba cái đồng giá mấy chị, rẻ quá trời luôn. Đây siêu phẩm nè. Con này size ML 50kg đến 57kg quay đầu luôn nha. Lấy con này cho em mã số 295 đi mấy chế. Trời đẹp quá mấy chế ơi, lấy cho em mã 295 đi nè. Đây thêm một em nữa. Cái con này cái mạc nó xúc lên tí mấy chị về đơm lại em nha. Đó. Con này free size nha. Size free size 55kg đến 65kg vừa luôn. Lắc quá ha mấy chị ơi. Free size 55kg đến 65kg vừa luôn. Lấy cho em mã 289 nha. Lấy con này cho em mã 289 nè. Em có một em sọc nè 50kg cho đến 58kg quay đầu. Con này đẹp lắm. Con này mặc cái quần jean đẹp lắm. 55-58kg quay đầu nha. Lấy con này cho em mã 186. Lấy cho em mã 186. 289 em chốt cho chị Nguyễn Phi Nhạn trước nha. 289 của chị Phi Nhạn giùm em nha. Rồi size M thôi mấy chị, con này 52kg, 53kg quay đầu giùm em nha. Size M 52-53kg quay đầu giùm em Vi. Lấy con này cho em mã số 200 nè. Lấy cho em mã số 200 đi nè. Rồi áo bé giùm em, mới tinh mấy chế, 40kg đến 45kg quay đầu ha. Áo bé mới tinh 40-45kg quay đầu, cái này đẹp nè chị Ái Thi Lê ơi. Lấy cho em mã 468. Lấy cho em Vi mã 468. Con này 50-55kg quay đầu luôn giùm em nha mấy chị. Đồng giá 100.000 ba cái nha. Lấy con này cho em Vi mã số 322. Còn vét nha. Từ từ lên sang kẻ vét đi ha. Rồi con này là size số 90 á. Là tầm mấy chị 50-53kg. Là tầm size SM Việt Nam mình thôi mấy chị. Con này đẹp ghê chưa. Tầm size SM Việt Nam mình thôi à. 100.000 ba cái nè mấy bà. Có nón nha mấy bà. Quên nữa. À cái phần màu xám này mấy chị gỡ ra được ha. Rồi lấy siêu phẩm này cho em mã số C73 đi mấy chị ơi. 468 của chị Quế Đan Nguyễn nè. Ôi con nó nhỏ quá vậy ha. Phù hợp với dáng của nàng luôn. Ai lên tiếp tục ha. Trời ơi con này nó sang quá. Hàng của Uni Willow. Mà size L luôn á mấy chị. 58kg mặt còn vừa nha. Hàng Uni Willow mấy chế ơi. Size L 58kg quay đầu. Lấy cho em mã số 3 nè. Quá đẹp mã số 3. Vét hiệu ha. Vét hiệu. Đây vét hiệu nè. Rồi nút của nó khi mà gài lại là dấu nút ha. Full nút đầy đủ. Rồi con này 50-55kg thôi nha nàng. Lấy cho em Vi mã 183 đi. Lấy cho em Vi mã 183 đi. Xem vét mỏng nào giống nãy không bà hả. Hơi bị khó à. Hơi bị khó à vét mỏng. Vét mỏng thì cuộn kiện vét của người ta mỏng mà khó lắm mày. Để coi nè. Ơi có con này đẹp quá, con này đẹp quá mát trời ông địa luôn nè. Trời ơi con này tay lắm mấy chị ơi. Siêu phẩm nè, con này rộng nữa, 55-60kg mặc thoải mái. Nói chung là con này size SML mặc thoải mái. Con này nhức nách, con này nhức nách. Lấy liền đi, con trời con này đẹp quá. Thôi con này sang quá, lấy cho em mã 306 nha, con này quá đẹp. 306 quá đẹp luôn. Đây nè, tôi còn kaki một lớp hàng hiệu nè bà. Hàng của Si á, hàng SI á, có thương hiệu nha bà. Rồi con này là size SM lẫn. Con này rất đẹp, con này bao cam kết đẹp luôn. Nhưng mà nó bị mất nút rồi, gài tôi cái nút nha. Hàng hiệu nè, hàng hiệu của Si á. Giờ tôi có cái nút to tôi đắn ở đây cho bà nè. Rồi con này đẹp lắm nha. Rồi 50-55kg lấy mã B89 đi, mã B89 đi. Em nhớ em có size to mà đâu mất tiêu rồi chế ơi. Vét hiếm lắm trời ơi. Con này ngực 91 nè. Eo 102 nè. Đó chị vừa được thì vừa nha. Con này là size to rồi đó. Con này là size XL đó. Còn một lớp à. Con này có một lớp thôi, dáng dài luôn. Ngực 9 mấy á chị. Rồi lấy con này. À không, chết mẹ. Ngực 91 là nhỏ hơn cái nãy ngực 95 luôn. Không con này, con này dưới 60kg rồi nha. Rồi lấy con này cho em mã số 92 đi. Lấy cho em mã 92 đi. B89 của cô Đặng Hoàng Nương nè. Từ từ đi nha mấy chị, em có ít lắm. Có 30 con à, mà nãy giờ bán hết 10 con rồi.
Em lên sang kể cho mấy chế nha, tại em không phải là khui kiện nha. Hello thanh lý mới có giá này. Rồi con này size 2 chỉ L, size to 65kg vừa nè chị. Hai con này đẹp lắm, 55-65kg thoải mái luôn, 55-65kg thoải mái luôn. Rồi lấy cho em mã 04 đi, 55-65kg thoải mái mã 04 nha. Áo thun đẹp quá à, không có áo thun đi chế. Phong, ôi cái này cái đầm á mấy bà, 50-55kg siêu đầm. Trời ơi, có 35.000 lấy lẹ đi mã 46. Mấy chị ơi, mấy chị coi có lắc không mấy chị? 50-55kg đầm mã 46 nha. Mấy chị ơi, mấy chị coi có bị lắc không mấy chế ơi. Trời ơi, thinh quá à, xinh quá à. Rồi, 50-55kg luôn, siêu xinh luôn mấy chị ơi. Lấy con này cho em mã C72 nha. 50-55kg luôn mấy chị, siêu đẹp luôn mã C72. Body đây, body. Trời ơi, body mà ngắn nữa chứ. Rồi body đẹp quá nè, lấy con này cho em mã M78, body 53kg quay đầu. Body 53kg quay đầu nha mấy chị, mã M78 ha. Rồi C72 dễ thương cho bà không cần hỏi tên nè. Hình như là bà là cái gì ta? Ai rồi cũng sẽ khác thôi. Trời má ơi siêu phẩm mấy chị. Ôi dễ thương quá à. Cắt cỡ 20kg à mấy chế, size 120. Size 120 dùng đơn ai nhờ nhớ rồi. Trời ơi dễ thương quá mấy chị ơi. Chất len đó mấy chế. Trời ơi đã quá, quá đẹp luôn. Size 20kg ha, size 120, hàng nước ngoài xịn luôn. Ai lấy lẹ nè, lấy cho em mã 87. Trời đẹp quá, mã 87. Thích quá con đó. Rồi một em form có cổ. Con này là 50kg quay đầu thôi nha mấy chị, 48-50kg quay đầu thôi giùm em. Lấy con này cho em mã 937 nha mấy chế. Lấy cho em mã 937 đi. 87 lấy cho chị Bảo Bảo trước nè. Bảo Bảo 87 trước rồi chế ơi, 87 đẹp quá. Em chào chị Võ Thị Minh Giang. Trời ơi lâu quá không gặp mấy chế. 937 của chị Bảo Bảo nè. Cái con M78 body đỏ đẹp quá không ai lấy ha. Trời body đỏ mà cái dáng này quá cưng rồi mấy chế, dáng ngắn nữa. Con này 52-53kg ôm dáng đẹp lắm, mã M78 giùm em. Hồi đầu có một con pha lưới với con sọc nè, trời con nào cũng đẹp hết. Có một con pha lưới nè, đã hay, con này 55kg đến 60kg thoải mái. Lấy cho em mã 946 nha. Lấy cho em mã 946 luôn giùm em nè. Rồi có một em cột dây form rất top nha, 50-52kg quay đầu luôn. Cột dây form rất top, 50-52kg quay đầu, lấy cho em mã số 0. Lấy cho em mã số 0. Trời ơi, con này 50-55kg thêu đó, trắng thêu đó, em chưa ủi nó hơi nhăn nhưng mà nó mới tinh nè mấy bà. Trắng thêu 55kg nè, lấy cho em mã 08 đi. Ờ mã số 3 chứ quên, xin lỗi mấy bồ, mã số 3 đi mấy bồ. Ôi, hình con heo màu đen, con này nó ghi size S nè, dưới 50kg, 51kg đi ha. Rồi, lấy cho em mã 08, con này nè quá đẹp luôn mấy chị. Mã 08 nha, lô sắp về chứ kiện không có hàng nàng ơi. Từ từ đi, sắp về rồi, rồi. Con này 50-55kg body, con này chất thun body ha, 50-55kg body. Lấy con này cho em mã B79 đi mấy chế, lấy cho em mã B79 luôn. New tem cổ sâu, body 50kg quay đầu luôn giùm em. Con này 45kg đến 50kg thôi nha, size S chuẩn ôm dáng cực kỳ đẹp con này. Size S chuẩn ôm dáng cực kỳ đẹp, lấy cho em mã C98 nha. Lấy cho em mã C98 nha mấy chị. Ôi trời, hình con heo với hình con gì nó đẹp quá mấy chế ơi. Em sao gì mấy chế ơi, mới tin nè nha, mới tin luôn. Trời ơi con này phong ngắn lửng nha, con này thì 47kg quay đầu thôi, nhỏ xíu à, con này size S mà nhỏ lắm, 46-47kg thôi. Lấy con này cho em mã 503 đi, nhỏ hơn con 08 nãy một chút. Lấy cho em mã 503. Mê không mấy chị, con này 50-55kg nè. Ôi đẹp quá, siêu phẩm. Siêu phẩm 50-55kg mã B33 đi mấy chị. Lấy siêu phẩm cho em mã B33 đi. Con này 53kg quay đầu ôm dáng giùm em nha, 52-53kg ôm dáng. Lấy cho em mã số 28. 52-53kg ôm dáng nha mấy chị, mã số 28. Siêu phẩm free size với 60kg thoải mái, quá đẹp. Con này free size mấy bà 50kg đến 60kg mấy bà mặc đẹp hết nha. Lấy siêu phẩm này cho em mã M79 đi mấy chị. Lấy con này cho em vi mã M79 luôn giùm em nha. À, em lên màu mè xíu ha, đen hình em thấy nó đẹp quá mà ta. Rồi, ơi ơi má ơi, free size. Free size bao nhiêu ký cũng vừa nha mấy chị, 55 ký, 65 ký ha. Size rộng nè, thoải mái nè.
Lấy con này cho em mã số M70 đi. Size rộng thoải mái giùm em mã M70 luôn. Form rộng luôn mấy chị, 50kg đến dưới 60kg mặt đẹp. 50kg đến dưới 60kg mặt đẹp giùm em à. Lấy con này cho em vi mã số M23. Lấy cho em mã M23. M70 em chốt cho chị Ngố Phúc nè. Mấy chế xem like cho em xin một chấm được không? Rồi em này. Trời ơi, hình vương miệng con này quá đẹp rồi. Con này 58kg quay đầu mặt đẹp nha. Trời ơi, con này đẹp quá mấy chị. Con này quần ghê. Trời ơi, con này thích ghê không? Đẹp. 58kg quay đầu, lấy cho em mã B33 đi mấy chị. Lấy 58kg quay đầu mã B33. M23 của chị Ngố Phúc nè. M23 em chúc cho chị Ngố Phúc nha. Trời ơi, con này đẹp quá luôn. Quên. Em chào chị Kiều Thúy, em chào chị Bon Mon. Rồi mấy chị em lên đều hết luôn, em lên nhiều sản phẩm luôn nha. Rồi con này áo cho bé dưới 46kg nha. 47-46kg thôi, nhỏ xíu à. Lấy cho em mã số 12 đi. B33 của chị không hỏi tên. À đây nè bà. Đẹp đó nha bà. Hai ơi, cái đơn của chị Thùy Linh là đi được rồi phải không? Qua mới nghe ai nói rồi. Rồi con này hàng của Disney nha mấy chị. 50-55kg mặt đẹp màu rêu bên ngoài giùm em nha. 50-55kg mặt đẹp màu rêu. Lấy cho em mã C24 đi. Lấy cho em mã C24. Wow. Rồi wow luôn. 60-65kg đẹp quá mấy chị ơi. 60-65kg siêu phẩm. Lấy cho em mã 956 nha. 60-65kg siêu phẩm mã 956. Trời ơi, thích ghê không? 55kg cho đến 60kg mặt đẹp con này nè. Form cánh dơi che bắp tay che bụng giùm em. Đây nha, form cánh dơi che bắp tay che bụng. Lấy con này cho em vi mã số A4 nha mấy chị. Lấy cho em mã A4 luôn giùm em. Chị Ngô Phúc mới vô em có mấy con áo vest size rộng nè chị. Ngực chín mấy luôn á chế. Con này là 55kg đến 60kg. Vest này siêu phẩm đẹp mới 100%. Có 35.000 thôi chị. Chị còn tìm vest thì lấy cho em mã E47. Con này đẹp lắm. E47 A4 của chị Ngô Phúc nè. Em chào chị Tina Nguyễn. Hôm nay em khui áo thun của Nhật rất là đẹp nha. Nếu mà có nhu cầu mua áo thun ủng hộ em nha. Thun Nhật mặc cho nó sướng, đừng có mặc mấy cái thun kia. Thun Nhật cô tông mặc cho nó sướng. Một con đen trơn free size nè. Con này vải siêu phẩm. Ơi, 956 của chị Phi Nhạn. Dạ dáng ngắn em có để em chút. Và con này size L nha, size L dưới 60kg cực kỳ đẹp. Free size SML mấy chị dưới 60kg cực kỳ đẹp. Mã 268 mấy chế. Mã 268. Mã 268 nha. Rồi em có dáng ngắn chứ sao không. Hình như em có nè. Ủa hồi nãy con bơ dáng ngắn nó có ai lấy chưa ta. Hồi nãy có con à. Con khoác bơ dáng ngắn. Em có con hoa thêu này nữa nè. Con hoa thêu này nữa nè. Đó, nó có lót ngực luôn. Con hoa thêu này có lót ngực luôn. Con này dáng vừa chứ không ngắn lắm. Con này cũng tầm 60kg thoải mái luôn á trời. Mấy con này bự lắm. 55-60kg thoải mái luôn. Con này mã 556 giùm em. Mã 556 giùm em nha. Rồi từ từ em có dáng ngắn nha chế. Đợi em một chút ha. Em lên áo thun đi nha. Lên áo thun cho nhiều người chốt đi ha. Nếu đi đơn không được nhắn gửi tôi qua chành xe được không ạ? À? Này không dám hứa bà ơi, lỡ chành xe nó tuốt quận 6 là tôi cũng không đi được luôn. Chành xe đa số đang ở quận 6 mà tôi ở quận 9 đó. Thì bà nhắn thử coi coi được không và chị em mình tìm cách giải quyết ha. Rồi con này con mèo nè mấy chị nè. Đó. Con này 53kg, 54kg quay đầu, size SM thôi. Size SM thôi nha. Lấy con này cho em vi mã số 536, size SM mã 536. Rồi nha, từ từ em lên vest coi em kiếm vest đẹp nha mấy chị. Thôi con này size rộng lắm. Con này cũng ngực 94, eo 100 luôn. Con này 55-60kg thoải mái nha mấy bà. Trời ơi, hôm nay là vest size L không à, vest size to không á. Lấy cho em mã B50 đi mấy chị. Lấy vest hoa cao cấp này cho em mã B50. 536 của chị Chu Ly Lê à. Nha, chứ bây giờ tôi đa số là các chành xe nó đang hay nằm ở chỗ quận 6, quận 5 gì đó. Wow, con này vest size S nha mấy chị. Rồi 50-55kg vest size SM. À ơi, 50-55kg vest size SM nè mấy chế ơi, có đẹp quá không vậy? Thôi, đẹp quá nha, vest size SM thôi. Lấy cho em mã số 280 nè.
B50 nè, siêu phẩm cho chị Ngô Phúc, có 35.000 thôi à. Đây, hôm nay đồ cũng đẹp quá đúng không mấy chị? Kiện áo thun này á, em thấy đẹp đó. Rồi, cổ V trơn 50-55kg vải siêu phẩm. Trơn nha mấy chị, nhưng mà vải đẹp lắm, vải đẹp nhất nách. 50-55kg, lấy cho em mã B9 đi. Ừ, ok, không sao đâu, mùa này mà ra ngân hàng cũng nguy hiểm nha bà. Rồi, mông tư ghi nè mấy chị. Mông tư ghi gân nè, hiếm không? 50-56kg con này. Cổ này là cổ thuyền á, trời ơi, hiếm quá mấy chế ơi. 56kg quay đầu con này nha. Mông tư ghi gân màu xám, lấy cho em mã số 82. Ôi, em có thêm một con gân nữa nè mấy chị. Con này thì 55-60kg nha, thích ghê chưa? Con này thì 55-60kg mới tinh luôn á. Rồi lấy con trắng siêu phẩm 60kg này cho em mã 519 đi nha. Lấy cho em mã 519 đi. 82 của Phan Liên nha em. Ôi nãy giờ chị Thúy Quanh chưa chốt được con nào, để em lên nhiều nha chế, em lên nhiều mẫu ha. Rồi em lên rất là nhanh luôn, nó sẽ qua rất là nhiều mẫu. Rồi con này 50kg đến 55kg quay đầu nè mấy chị. Lấy con này cho em mã số 179 nha. Lấy cho em mã 179. Áo có cổ nè. Rồi con này 56kg quay đầu luôn mấy chị ơi. 56kg quay đầu luôn giùm em nha. Rồi lấy cho em mã E48. Lấy cho em mã E48. 82 em chốt với chị Ngọc Trân ơi. Ôi mấy chị ơi, hàng hiệu ha. Ôi hôm nay Thanh Thanh chốt không được hả? Rồi một con đỏ trơn hiệu. Con này free size từ 50kg đến dưới 60kg mặc đẹp. Mê chưa? Rồi vải siêu phẩm luôn. Lấy cho em mã 267 đi mấy chế. 179 em chốt cho chị Châu Ly Lê nè. Rồi mấy chị xem nhớ chấm bài cho em nha mấy chế nha. Sắp tới là em có về mông tư ghi, em có về rất là nhiều đồ đẹp. Rồi một em dáng dài free size. Con này free size dưới 70kg mà còn vừa luôn. Con này 60kg đến dưới 70kg mặc thoải mái. Còn mấy chị size SM thì mấy chị mặc làm cái đầm rộng giùm em nha. Lấy siêu phẩm rộng cho em mã 527 đi mấy chị. 527 dáng rộng cực kỳ đẹp. 267 của chế Julie Lê nè. Rồi chế Julie Lê 267 là đúng bài luôn á. Phong hiệu trơn như vậy mà có 35.000 là quá rẻ đó mấy chị. Rồi em lên một em nam. Con này chắc nam mặc ha, nam mặc thì 60kg vừa nha. Còn nữ thì dưới 65kg. Nam nữ đi nha mấy chế. Mới tinh luôn con xám chữ nè. Lấy con này cho em mã 188 đi. Chị Ngọc Trân ơi, mình mới vô, mình chấm bài giùm em đi. Chị nó đang bị chậm á mấy chị. 267 có người chốt rồi chị Ngọc Trân ơi. Trời ơi, một em Zara ha ha, 55-60kg nha. Zara này vải da cá nha mấy chị, nhìn vải nè. Rồi một em Zara 55-60kg. Trời, tại sao không lấy con này chứ trời. Vải quá xịn. Lấy cho em mã M58 mấy chị, mã M58 vải quá đẹp. 188 em chốt cho chị Phạm Nét ạ. 188 của chị Phạm Nét nè. Trời ơi hai ơi, hết hàng rồi giờ sao hai ơi. Rồi một con free size giùm em mấy chị. Tự nhiên lai nhanh quá, free size dưới 60kg giùm em nè, siêu phẩm. Free size dưới 60kg, lấy con này cho em mã B55 đi mấy chế ơi. M88 của chị Phan Liên nè. Ô M88 hay M58 nhỉ? Chắc con này chứ hả? M58 Phan Liên bấm. Trời tôi đọc M88 tăng mắt tôi bị gì ta. Rồi M58 Phan Liên ha. Ôi B55 quá đẹp nha bà, không cần hỏi tên. B55 quá đẹp ha. Ý là bây giờ khách nó đang đông á, em muốn lên luôn á hai. Giờ sao ta? Dạ còn áo vest á chế, đợi em tí nha. Chế sen trắng chở vest size nào, nói em nghe với. Body tán đinh. Body đinh tán vải nè. Trời mê quá mấy bồ. Trời ơi mùa, hình như là Sài Gòn mấy hôm nay hơi nóng đúng không? Trời đẹp quá. Lấy mấy con này đẹp lắm. 50-55kg mã 267 nhất cái nách của tôi. 50-55kg mã 267 nhất nách luôn á. Trời ơi lên. Rồi con này 50. Để tao quát bộ. Con này 50-55kg. Trời con này 50-55kg giùm em nè mấy chị. Lấy cho em mã đen đi. Lấy cho em mã đen đi. Dạ đồ em còn quá trời luôn á chị Thúy Quanh ơi. Trời ơi, nhích cái nách luôn. Con này mấy chị free size em nha. Này mấy chị nhìn nè, nhưng mà mấy chị nếu mà mấy chị size SM thì mặc rất là xinh nha. Mặc
xinh. Nó nói chung là nó rộng nhưng mà size M mặt xinh. Lấy con này cho em mã 129 đi mấy chị, lấy cho em mã 129 đi. Em quên mất tiêu. Ôi, con 129 đẹp quá trời. 129 em trước cho chị Julie Lê. Rồi mà em nào mấy chị, 50-55kg vừa giùm em. 50-55kg vừa nha. Lấy con này cho em mã số 15 đi. Mã số 15 đi. À, cái đây cái 129 đẹp quá, lấy chị Julie Lê, hình như cái mạng nó hơi đứng thì phải hị. Con đen em chấp chị Ngọc Chân nè. Xem chị xem cái đen chị Ngọc Chân lấy rồi chế ơi. Chị lấy à. Chị Phạm Nét ơi, em có cái đen nè, từ từ. Mạng chậm quá hả? Dạ nó hơi chậm so với cái lời nói của em thấy vậy á. Rồi con này đẹp lắm đó mấy chị. Con này 50-55kg mã số 15 giùm em ha. Mã số 15. Em có mấy cái đen đẹp lắm chị. Em có cái đen nè theo đính bông cúc á chế. Cái vải nó hơi bụi chút xíu thôi chứ không có cũ đâu nha chị. Con này thì 50-55kg nha chế. Lấy cái đen này cho em mã số 15 luôn ha. Ủa sao nhiều 15 vậy? Rồi với em sợ chị vô sâu nè, chưa có thấy mấy cái con đen nè. Em có hai con đen trơn mà vải xịn lắm. Nhận được đồ 10k rồi, không ngờ là 10.000 luôn hả? Cảm ơn Ly Nguyễn nha, vì đã nói rồi mà 10.000 là hàng qua mẫu mà. Rồi cổ tròn, bãi vải đẹp lắm. Cổ tròn này thì dưới 60kg nè chế. Chế ưng là lấy cho em mã 268 nè. Rồi cổ này cổ V, dưới 53kg thôi, 53-55kg thôi. Em cam kết là vải ngon lành cành đào luôn đó. Mã số B9 giùm em. Nếu mà chế thích màu đen thì em có những cái form đó đó. Ôi chất ơi, cưng quá không? Hai, 50-55kg nha. Hai, say 2. Lấy cho em mã B25. Dạ vậy xem tiếp giùm em à. Lấy cho em mã B25 nha mấy chị. 55kg quay đầu nha. Mã B25. Rồi, một em siêu dễ thương. Con này là 45kg đến dưới 50kg thôi nha mấy chị. Rồi, lấy cho em con này mã số B1 đi. Dạ, theo máy của em chị 13 phiếu á nha chị. 13 phiếu nha chị Rory Lê. Trời ơi, có đẹp quá không vậy? 50-55kg nè. Mê chưa mấy chế ơi? 50-55kg nha. Lấy con này cho em mã C80. Cảm ơn nha Lê Lê. Mua đồ nhà Vi Lạng tâm 10.000 cũng an tâm luôn ạ. Dạ. Rồi, em lên. Thì vải này đồ Nhật không mà. Cảm ơn mấy chị, đồ này đồ Nhật không mà. Trời ơi, chơi tới đồ Nhật là an tâm rồi. C80 của chị Hoàng Thúy lấy trước rồi mấy chế ơi. Trời ơi, nghĩ sao mấy chị cầm cái áo thun cô tông Nhật mà 35.000 nó quá rẻ luôn. Rồi con này size rộng mấy chị, dưới 60-62kg thoải mái. Con này size L giùm em nha mấy chị nha. Size L giùm em. Lấy con này cho em mã B40 đi, la cái sọc nhí trắng đen ở cuối sào đi bà hả? Ồ, đây hả? Ồ, thì tôi la liên tục mà. Hay, được chưa? Con này thì size rộng rồi. Con này 55-60kg. 55-60kg nè nha. Con này siêu phẩm ha, nhìn ra cũng hay thiệt. 55-60kg siêu phẩm nè. Lấy mã số C76 đi. B40 của chị Kiều Thúy. C80 em chốt rồi chị Ngọc Trân ơi. Trời, chị Ngọc Trân mạng mình chậm quá đi. Em thấy con này đẹp nè mấy chị. Con này người nguyên cái dáng đầm, nguyên cái dáng vàng rộng luôn. Free size nè, lấy cho em mã 527 nè. Mọi nhiều mấy con em thấy đẹp quá. Rồi con này mã C76 ha. C76 chúc cho chị Thúy Quanh. Con này mình mặc kiểu nào cũng đẹp hết. Form nó ngắn, form ngắn vừa. Lấy cho C76 chị Thúy Quanh nè. Đồ lắm, đồ đẹp lắm, tôi lên hết sào trên nè, được chưa? Ở dưới này cũng là đồ đẹp mà tại vì chưa có kịp móc á, hiểu không? Rồi con này là thun 3D giùm em nha mấy chị. Đó, con này là size SM dưới 52kg body. Lấy cho em mã C87, chị nào thích mặc body ôm dáng khoe dáng thì lấy cho em mã C87. Lựa mấy cái nào đẹp đẹp xíu hị. Rồi con này free size nè. 55-60kg ok. Trời ơi, con này mà mặc với chân váy là nhất cái nách mấy chị ơi. Đây đóng thùng với chân váy giùm em nè. Sang chưa? Bà nào hôm qua lấy được con chân váy nhung cũng càng sang nữa. Lấy cho em mã 204. Em nhắc lại là 55kg đến dưới 60kg ha. Mã 204. Rồi, mã 204. Rồi, cái vải này nó lạ quá nè mấy chị.
Cái vải này mấy bà nhìn gần nha. Rồi con này 50-55 kg, đơn giản. Con này là dạng nó đơn giản nha. Lấy con này cho em mã M22, 50-55 kg, dáng đơn giản, 204 của Phan Liên nè. Lấy màu nâu gạch đi thị. Trời ơi, màu nâu gạch 55-60 kg nha mấy chị. Trời ơi, vải mê quá à. Phong cánh dơi nữa, phong cánh dơi nữa hè. Lấy con này cho em mã M93. Lấy cho em mã M93 nha mấy chế ơi, mã M93. Trời ơi, nam nữ free size dưới 65 kg. Con này nè, size LXL. Con này là 60-65 kg, vô được giùm em. Nam nữ free size nè mấy chị ơi. Lấy con này cho em mã 21 đi nha, mã 21 nè. M93 em chốt cho chị Thúy Oanh nè. Chúc mừng chị Thúy Oanh. Thúy Oanh chốt trước rồi mấy chế. Rồi em lên nha, dáng sọc thổ cẩm. Trời con này size rộng luôn, 55 kg đến 60 kg thoải mái nha mấy chị. Dạ em cảm ơn chị Hoàng Vi Ngô. Rồi lấy con này cho em mã E13 đi, 55 kg đến 60 kg thoải mái, mã E13. Ôi đính đá nguyên con chuột luôn. Ôi hàng hiệu luôn mấy chế ơi. Ơi, ủa em không được hả? Không được. Rồi từ từ Vi sẽ lên đều ha. Hôm nay nếu mà bức quá thiếu hàng thì bóc luôn cái kiện tiếp theo nha. Chị chứ thun nhật này cũng tậu được 4-5 kiện. Rồi lên đi mấy chị. Rồi con này size SM 5, à, size nó ghi ML mà tôi thấy nhỏ quá ta. SM thôi, 52 kg quay đầu thôi nha. Lấy con này cho em mã 966 đi. Quá nhất cái nách luôn rồi, mã 966 nhất cái nách luôn rồi mấy chị ơi. Thôi mong tôi ghi gần. Màu đen cổ cao nha. Trời ơi, mấy con này mấy chị cứ đóng thùng, mặc định đóng thùng với chân váy là nó xinh lắm. 55 kg cho đến 58 kg giùm em. Quá đẹp, con mông tôi ghi gân này nè mấy chị. 55-58 kg thôi nha. Lấy cho em mã 163 đi mấy chế. Mấy chế lấy cho em mã 163 nha. Rồi em có một cái vest cao cấp. Con này là size SM thôi, ngực 85-88 thôi nè mấy chị. Con này là tầm 50-53 kg quay đầu á nha. Vest này 100.000 ba cái luôn. Lấy cho em mã 08 đây nè. 163 anh chốt cho chị Như Ý Phạm nè. Mấy con này bây giờ dễ mặc lắm á trời. 163 chế Như Ý Phạm nha. Rồi em lên một con vest laser hàng đẹp ha. Con này hàng cao cấp nha mấy chế. Ở ngoài trăm mấy á mấy chị. Ở ngoài ít nhất là 120.000 nha. Ở ngoài ít nhất là 120.000. Con này 50-55 kg mặt đẹp ha. Lấy cho em mã B34 đi. Có một con thôi á. Con này cũng xịn á. Con này ở ngoài mà vô mùa cũng mắc tiền lắm. Thấy hàng shop đẹp không? Hàng shop người ta thanh lý á nha mấy chị nha. Chứ hàng của em bán là không có giá rẻ gì đâu. Em mà khui kiện là em bóc cho mấy bà là phải chạy 70.000 á nha mấy bà. Dài lên đi mấy chị. Rồi, có vẻ không thích vét nhở. Nóng quá nhở. Nhưng mà vét nó vét xịn không á. Rồi con này 50-55 kg giùm em mấy chị. Mới tin. Rồi lấy con này cho em mã 84 nha. 50-55 kg mã 84 rồi nghe. Đây, sọc dễ thương nè. Ôi ôi. Hàng hiệu giùm em nha, 50 kg, 55 kg luôn. Hàng có thương hiệu nha mấy chị nha. 50-55 kg sọc trắng đen. Lấy con này cho em mã 451 à. Lấy con đó cho em Vi mã 451 đi, để em để móc xuống à. Em đem móc vô. Để em móc đồ cho mấy bà mà mấy bà không có ai. Mà cái xào của em còn nguyên luôn, không móc đồ được luôn. 451 của chị Phạm Nét. Con đỏ này nhức nách mấy chị. Free size 50 kg đến dưới 60 kg. Con đỏ này nên chốt mới 100%. Lấy cho em mã số 0 con đỏ này. Nè hàng của kiểu như dòng thun Mỹ á mấy bà. 451 chị Phạm Nét trước rồi. Trời ơi sao hôm nay không phải là ngày của Thanh Thanh á. Thanh Thanh ơi. Rồi một cái áo bé hàng của Buma mấy chị. Áo bé size M. Trời ơi nhức cái nách. Áo bé trai nè, 20-25 kg nha. Áo bé trai 20-25 kg. Lấy cho em mã 263. Số 0 của chế Chuli Lê. Hello con trai, ngủ dậy rồi á hả? Trời con này 50-55 kg mấy chị. Em thấy dễ thương quá đây.
50-55kg dễ thương quá đây. Lấy cho em mã số E4 nè, chị sang trắng ơi. Cái gì đó chị lấy, chị lấy áo khoác đó, áo khoác đỏ này size nhỏ ra được không chơi? Em chưa biết chơi lấy cái khoác nè size nào luôn. Em có con này body nữa nè, size M xinh lắm. Con này thì bao dễ thương rồi. Đó, con này là mã hoa đi cũng được, mã 280 cũng được nha. Từ cái 263 là chị sen trắng bấm trước nè. Ôi. E4 của chị Kiều Thúy nè. Hả? Cái gì con? Ôi. E4 em chốt cho chị Thức Vũ nè, chị 58 kg, cao 1m6 mấy hả? Vậy là cái này vừa nè. Vậy sao không lấy cái laser này trời? Hả? Thôi mà mẹ thương mà, xuống với bà nội kiếm kìa. 58 kg là cỡ em á nha. Bắp tay em 32 á bà. Bắp tay bà có bự không? Không thích vét hả? Trời ơi, con laser này em mà ốm chút xíu nữa mặt sang lắm á. Trời quá đẹp con laser này nè mấy chị ơi. Cái vai của em nó hơi to. Vai của em nó to quá. Con này bắp tay với vai em to quá mấy chị. Mẹ đang bán con. Bà nội kêu kìa, bà nội kêu kìa. Rồi nha mấy chị, con vé laser này có 35.000 à mấy chế. Lấy thì chốt cho em mã vé đen đi ha. E4 chị đâu có bấm. E4 không phải chị Kiều Thúy, E4 là chị Thức Vũ. E4 mà nãy em đọc tên chị Kiều Thúy hả, chết mẹ rồi. E4 là của chị Thức Vũ nha. Em bị liệu à hả? Em bị liệu E4 à. Rồi từ từ không sao hết. Đã hôm nay em có áo vest à chế à. Áo vest với áo thun mà không có áo khoác. Rồi con này đi mấy chị, chị lựa áo thun nha. Con này 50kg cho đến 56kg quay đầu. Hai bên vai của nó là theo ren giùm em nha. 56kg quay đầu á, mã B34 giùm em. Mã B34 giùm em nè. Quá dễ thương. Dưới 50kg mặt đẹp quá dễ thương mấy chị, phong lửng. 45kg đến dưới 50kg mặt đẹp, lấy cho em mã 242 nha. Con 242 quá đẹp. Lấy cho em mã 242 siêu phẩm nè mấy bà. Dưới 53kg mặt đẹp size SM nha, có bo dưới nha, hàng cao cấp nè. Con này mà bán bà mấy bà 35.000 là tôi bán nhà luôn á. Lấy cho em mã B20 đi. Lấy cho em mã B20 đi. Rồi free size dưới 60kg, coi bộ được ghê không? Free size dưới 60kg ha. Lấy con này cho em Vi mã số E42 đi. B34 của chị Ly Nguyễn nè. Bấm riết không được, được có một cái nè. B20 của chị Nguyễn Hưng. Phải nói sao ta? Ui. Ở gì ta? Phải nói sao ta? Chị bấm đi. Trời ơi, bấm miết thì hả cũng được mà. E42 em chốt cho chị Ngọc Trân ạ. Đây, số 18 hệ. Gái 18 hệ. Rồi à, kiếm đồ đẹp lên tiếp nè. Trời ơi con này body nha, nhỏ xíu luôn, 50kg quay đầu. Body size S, 48-50kg quay đầu luôn. Lấy con này size S cho em mã số xa, mã số 89 nha mấy chị. Mã 89 luôn giùm em. Con này sang ghê không mấy chị. Wow. Trời ơi con này thoải mái luôn, 55-65kg thoải mái luôn. Con này sang quá. Chị Nguyễn Phi Nhạn chốt nè, chị Nguyễn Loan chốt nè, mấy chị 60-65kg. Con này mặc nó cảm giác nó ốm lắm, nó cảm giác nó suông suông lắm. Lấy cho em mã số 530. Áo bé trai nè, ôi áo này giống như áo Thái vậy hả? Áo Thái nha mấy chị. Áo bé trai size S nha, 100% cô tông nè, made in Cambodia, đúng rồi. Con này bé trai 25-30kg được. Cái này bé trai 25-30kg luôn. Lấy cho em mã 236 nha mấy chế. Lấy cho em Vi mã 236 luôn nè. Trai nữa hệ. Wow, size to nữa. Con này 55kg đến 65kg vừa luôn. Nam nữ thoải mái giùm em nha. Vải của nó quá đẹp rồi đó mấy chị. Lấy con này cho em Vi mã số 448 ha. Ok có nha. Lấy cho em mã 448. Chiều Vi like nữa nha mấy chế. Tầm 1h30 2 giờ gì đó. Rồi con này bé gái giùm Vi ha, 45-46kg quay đầu thôi.
bé từ 40kg đến 46kg quay đầu ha, lấy cho em mã B18 đi, 236 của chị Nguyễn Phi Nhạn ạ. Mua cho bé trai ha chị. Áo thái đen á, áo thái đen giờ rẻ lắm mấy chị. Là thường áo thái là mắc tiền lắm. Rồi em lên một con trơn Uni Willow size L giùm em nha mấy chị. Con này size L dưới 60kg giùm em nha. Trơn mà của hãng Uni giùm em nha mấy chế. Lấy cho em mã số 522. Lấy đen trơn Uni Willow cho em mã 522. Rồi gái nè mấy bà. Gái nè 20kg. Bé gái 15-20kg thôi. Lấy cho em mã 402. Lấy cho em mã 402. Con này dạng giải thổ cẩm nha mấy chế. 50-55kg quay đầu mặt đẹp nha. 50-55kg quay đầu mặt đẹp. Lấy cho em mã M3 dạ. Tới chiều là like xong tầm 4 giờ mới bắt đầu chốt đơn á chị. Có gì chiều mình vô mình là chốt thêm nha. Rồi con này đi mấy chế. 50-55kg quay đầu mặt đẹp. 50-55kg quay đầu mặt đẹp nha. Dạ 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 chị. Lấy cho em mã số M67. 50-55kg quay đầu mặt đẹp mã M67. Con này 52kg quay đầu thôi nha mấy chế. Dáng con này thì 52kg quay đầu thôi, size nhỏ. Lấy con này cho em vi mã 106. 52kg quay đầu thôi mã 106 nè. Hàng con này hàng của hàng Âu. Con này 50-55kg giùm em nha mấy chị. Con này 50-55kg giùm em. Lấy con này cho em mã số M73 đi mấy chế. Lấy cho em mã M73 đi. Hồi đầu có con này xinh quá mà không ai chốt anh. Thấy tiếc tiếc làm sao. Con này dễ thương quá trời luôn. 50-55kg nè. Ngắn lửng nữa. Mã 190 á. Con này dễ thương quá trời luôn. Mã M73 của chị Như Ý. Rồi để em lên chỗ này coi có cái gì đẹp hay không nha. Cái đồ. Ôi tay dài nè mấy chế ơi. Hơ hơ đã chưa. Body tay dài nha. 190 của chị Nguyễn Hân. Con này body tay dài nè mấy chị nè. Thôi 50kg thôi. Size S nha mấy chị. Size S 50kg quay đầu vải đẹp nha. Size S 50kg quay đầu vải đẹp. Lấy con này cho em mã M44 đi. Lấy cho em mã M44 đi mấy chế. Chị Nguyễn Hân mới vô đúng không ta? Đây, có con lửng cột dây nè chị. Size này 50kg à, đẹp lắm. Lửng cột dây 50kg nha, lấy cho em mã số 0. Rồi con này cũng lửng lửng luôn, không có quá dài. Con này 50-55kg thêu. 50-55kg thêu nha mấy chị nha. Dạ, lấy cho em mã số 3. Hai ơi ghi chú chị Ngô Phúc xả cái áo vest nha. Dạ chị, sợ không vừa hả chế? Áo vest thì sợ không vừa hả? Dạ áo vest em thấy con nào con nấy cũng đẹp hết á. Rồi con này nè, con này 52-53kg quay đầu. Đẹp chưa? Cái này đẹp nè chị Jolie Lê. 52-53kg quay đầu. Lấy con này cho em mã C52. C52. Trời ơi thích quá vậy. Rồi con này 50kg cho đến 58kg nha. Con này 50kg đến 58kg. Thích quá đẹp quá. Con này đẹp nè. 50-58kg giùm em nha. Lấy con này cho em mã số 480 đi. Lấy cho em mã 480. Dạ cột dây em chốt chị Nguyễn Hân nha. Mạn lắc lắm hả ta. Dạ alo. Alo. Chị ơi em nhận hàng có đơn hàng của chị là chị ơi. À có đơn hàng của thầy Minh vợ chung quá. Vợ khách giống như khách chặn cuộc gọi lạ. Không có gọi được chị ơi. Chị Thùy Minh chặn cuộc gọi lạ hả? Dạ. À bây giờ vậy chị biết rồi, để chị nhắn tin qua cho khách rồi chờ khách gọi lại số điện thoại này cho em nha. Hay là khách đang bận cuộc gọi khác hay gì đó nên mấy bận á, kiểu như khách đang nghe điện thoại khác á. Chị nói khách gọi lại em nha. Rồi ok. Rồi. Em lên tiếp nha. Hai ơi nhắn chị Thùy Minh gọi lại cho shipper giùm em, mới gọi đây lúc 11:15 á. Hay nhắn chị Thùy Minh nha, có thể chị Thùy Minh đang bận cuộc gọi khác. À bà Thùy Minh không có gọi điện thoại được đúng không? À bà Thùy Minh không có inbox được đúng không? Ôi con đỏ phối nha mấy chế, đỏ phối viền. Con này size ML nha mấy chị nha, size ML giùm em. Đỏ phối viền size ML giùm em nha mấy chị. Lấy con này cho em mã số 37 đi. Size ML là tầm 56kg, 56-57kg mấy chị mặc đẹp ha.
6-7 kg quay đầu. Còn mấy chị 50 kg mình mặc dáng free size, dáng rộng giùm em. Em thấy đồ em còn size S nhiều quá nè mấy bà. Đồ còn size S nhiều lắm nè mấy bà. Đây đỏ phối mã 37 của chị Kiều Thúy ha. Đỏ phối nó mới tinh nè, hàng hãng nữa mà. Được chưa? Rồi lên chỗ này đi con, có cái gì không? Áo cho con gái nè. Rồi bé gái nha mấy chị, bé gái. Bé gái mà hơi ôm nha, 30 kg, 35 kg bé gái. Lấy cho em mã 169 đi. 30-35 kg bé gái, mã 169. 50-55 kg đi mấy chị, 50-55 kg giùm em mã E10. Đồng giá 100.000 ba cái, quá rẻ nha mấy chế ơi. 50-55 kg mã E10. Hồi đầu còn thấy được mấy người cách lại, giờ đi đâu mất tiêu hết trơn luôn rồi ta. Rồi con này body 45 kg quay đầu thôi mấy chị. Body 45-46 kg quay đầu. Lấy con này cho em mã số 553. Lấy cho em mã 553 nha. Trời ơi con này gì đẹp đẹp, đẹp cái gì. Rồi hàng hãng nè mấy chế, mà size S rồi. Con này 50 kg body. Trời ơi con này nhức nách. Lạ quá lạ. Con này 50 kg body nha mấy chị. Dáng body ha. Lấy cho em mã 316. 50 kg dáng body. Mã 316 từ 45 kg đến 50 kg. Mặc ôm dáng đẹp cực kỳ luôn. Ôi 316 nhất cái nách quá mấy chị ơi. 553 em chốt cho chị Ái Thi Lê nè. Hình cô gái quá cưng. Con này cũng 56-57 kg quay đầu, size ML giùm em nha. 56-57 kg quay đầu size ML. Lấy cho em mã 953 đi mấy chế. 100.000 ba cái cho mấy chế. Lấy cho em Vi mã 953 đi. Ngọc em free size nha. Con này nè 55-56 kg quay đầu luôn, size ML luôn. Con này kiểu như nó có cái này để mấy chị luồn cái dây vô, mấy chị cột cái nơ bên tạo ke đạo eo á mấy chế. Rồi một em phong cánh dơi quá đẹp nha, có lót hai lớp. Lấy con này cho em mã M46, con này sang là bà Kiều Thúy. Lấy cái dây màu đen á đẹp á. Cột cái nơ ở đây nè. Rồi size ML nha. Lấy cho em mã M46 size ML. Ở đó sang đó mấy chị. Rồi một em hàng hiệu giùm em nha mấy chế nha. Mọi phong nó ngắn ngắn nữa nè, nhìn đẹp không? Con này trơn hiệu giùm em nha mấy chị, dưới 53 kg ôm body. Dưới 53 kg ôm body luôn, lấy cho em mã 271. M46 của chị sen trắng nè, con đó cột cái nơ mà em nha. Chị lấy cái dây ri băng cũng được, ở đây thì không có thấy dây. Rồi, áo size nhỏ giùm em nè mấy chị. Áo hiệu luôn nha mấy chế. Con này 45 kg, 46 kg quay đầu thôi giùm em, size siêu nhỏ luôn. Lấy con này cho em mã 462. Con này cái chất nó giống như là chất mông tơ ghi lắm, nhưng mà nó là thun ha. Kiểu như thun pha, thun pha với mông tơ ghi chứ không phải là 100% mông tơ ghi cho biết chứ. Quá đẹp, mới tinh 100% con này. 55 kg đến 58 kg ha, 60 kg thì cao trên mét 6 giùm em. Nói chung là size ML á, 60 kg là phải cao trên mét 6 nha mới ra size ML được nha. Con này quá đẹp, mới tinh 100% mới tinh. Lấy con này mới quá trời luôn á. Lấy cho em mã 249. Em chào chị anh Jasmine. Hôm nay mình chốt thêm cho bên em đủ đơn đi hàng nha chế. Hôm bữa cái hàng 10.000 của mình, bên em vẫn tôn trọng mình và giữ hàng đó chị. Rồi nếu mà bên em có giữ mà chưa báo cho mình đó, thì giờ em báo luôn cho mình biết nha. Con này quá dễ thương, 50-55 kg, siêu dễ thương. Cái màu đen của nó là hình nứt nha mấy bà. Đó cái này là màu đen nha. Đây đằng sau nó cũng nứt đều lắm nè. Bây giờ màu đen hình nứt không à, chứ không phải là áo cũ đâu nha các chị. Lấy con này cho em mã B38 đi, 50-55 kg mã B38. Mấy chị xem like có rõ không mấy chế? Con này siêu phẩm. Sang quá. Ôi con này sang quá, 50-55 kg rồi mấy chị. Ôi con này đẹp quá vậy. 50-55 kg vải siêu phẩm luôn. Mấy chị xem like có rõ không mấy chị? Lấy con này cho em mã 491 nha. 50-55 kg nè, vải mới tinh nè. Vải đẹp quá, vải này giống như cô tông 100% luôn á. Không pha luôn á. Nút này nút xịn nha. Cái đó nút xịn giùm em nha mấy chị. Chị anh có một cái mấy ngày hai xả rồi. Dạ. Vậy chị anh Jasmine có gì mình chốt lại cái khác không em nha. 49 bộ em chốt chị Ngọc Trân. Đẹp quá bà Ngọc Trân ơi. Mấy chị xem like có rõ không? Em thấy cứ 30 người hơn cái nó tụt còn 20, cứ lên rồi nó tụt, lên rồi nó tụt. Rồi con này hàng của HM. Rồi con này nè, 50 kg đến 52 kg quay đầu nha. Con này hàng hiệu HM chuẩn hãng nha mấy chị. Rồi con này mấy chị không chốt nữa, rất cực kỳ tiếc. HM
Trời đã quá. 52 53 cái body HM lấy cho em mã 935. Con này chuẩn hiệu nha, mặt chuẩn đẹp luôn. Con nó chuẩn hiệu mặt chuẩn đẹp luôn. Rồi con này size L nè mấy chị. 55 60 kg quay đầu mặt đẹp. Size L nha, 60 kg mặt đẹp nha. Nó giật giật quá ha mấy chế ha. Rồi lấy con này cho em mã B 41, size L 60 kg quay đầu mặt đẹp, mã B 41. Em có con trắng mà gân mông tôi ghi này nè mấy chế ơi. Mấy chế thấy chưa? Cái form này mà cổ nó dày mặt sang lắm. Cái cổ này mặt sang lắm, 55 60 kg. Chất mông tôi ghi trắng gân á. Rồi lấy con này cho em mã 519 nha mấy chị. Đó trắng gân rất là đẹp, lấy cho em mã 519 nha mấy chị. Em lên một cái form lửng nè mấy chế. Form lửng cổ vuông. Con này 50-55 kg mặt đẹp dùm em. 50-55 kg mặt đẹp. Lấy cho em mã 113. Lấy cho em mã số 113 nha. Em có khung cát nè mấy chế. Mà hồng cát 50-55 kg mặt đẹp luôn dùm em nha. Vải siêu phẩm, vải nó rất là mới. 50-55 kg vải cực kỳ mới. Lấy con này cho em mã 282 đi. 50-55 kg mã 282 đi. Rồi con này đi mấy chị, gân ha. Con này gân giùm em nha mấy chế nha. Rồi con này là 50-55 cứ quay đầu mặt đẹp. 50-55 cứ quay đầu mặt đẹp nè. Lấy con này cho em mã số 222 nha. Lấy cho em mã số 222. Trời chữ thêu. Chữ thêu nha. Con này 45kg đến dưới 50kg mặt đẹp. 45kg đến dưới 50kg mặt đẹp. Lấy chữ thêu cho em mã số 136. Lấy chữ thêu cho em mã 136. Một em phong cánh dơi free size nè mấy chị. 60kg đến 65kg thoải mái ha. Con này free size. Phong cánh dơi, cái tay của nó siêu dễ thương luôn. Phong cánh dơi và cái tay của nó bo mấy bà. Tay bo dài ra chỗ này ôm chỗ này nè. Rất là thích nè. Lấy áo kiểu này cho em mã 490 nha. Dạng áo kiểu ha. Mã 490. Rồi con này đẹp ghê chưa. Trời ơi con này quá dễ thương rồi. Con này 40kg cho đến dưới 46kg mặt đẹp. Con này chị Ái Thi Lê còn xem lấy con này quá dễ thương nè chị. 40kg đến dưới 46kg size S chuẩn luôn. Lấy cho em mã 196. Size S chuẩn luôn, lấy cho em mã 196 dùm em. Rồi con này nha mấy chế nha. Một em polo có cổ 50kg. Trời ơi. Con này 50kg nha mấy chế. Dáng đẹp lắm. Nó ngang ngửa áo cá sấu luôn á, mà size này dưới 50kg thôi. Lấy cho em mã 195, dưới 50kg mã 195. Áo cho bé nè mấy chị. Con này giờ 35-40kg thôi nha, dưới 40kg thôi nha mấy chế. Lấy áo bé có cổ này cho em mã C54. Lấy cho em mã C54. Quá đẹp, con này đẹp quá. 50-55kg nè mấy chị. Con này 50-55kg giùm em nha. Lấy con này cho em mã B2 mấy chế, chấm bài cho em được không? Đắt quá hay sao mấy chị, hay là đồ không đẹp. Một em form ngực, form lửng tay pồng 50kg cho đến 58kg thoải mái. Con này 58kg thoải mái, size L ok. Lấy con này cho em mã số 267 đi. Lấy con này cho em mã 267 hả. Con này hàng của Dung đi quê lô nha mấy chị. Con đó hàng của Dung đi quê lô. Một em thun đá nè mấy chị. Rồi, con này ngầu quá rồi. Con này mặc cái quần jean là nhất cái nách. Con này độc lạ. Độc lạ nha. 50kg đến 58kg size ML. Con này là độc lạ, không bao giờ có con thứ hai. Mặc cái quần jean thôi là đủ đẹp rồi. Lấy con này cho em mã E43. E43 267 của chế Kiều Thúy. Lấy cho em mã E43. Một con size ML nha, con này 55-60kg quay đầu mặt đẹp. Cái cổ của nó có viền nha. 55-60kg quay đầu mặt đẹp. Lấy con này cho em vi mã số 724 đi. Lấy cho em mã 724 giùm em luôn mấy chị. Là một em form dài free size nè. Con này 55kg đến 60kg free size với 60kg mặc rất là đẹp. Còn mà mấy chị mà size SM mặc vẫn được nha, đóng thùng cho giùm em. Nó hơi rộng nhưng mà nó siêu xinh luôn. Lấy con này cho em mã số B25 hàng hãng luôn nha mấy chị. B25 hàng hãng nha. Cái nào hãng em nói ha. Cái nào em cầm cái hiệu em nói hãng nha. Đôi khi hiệu em không biết hết đâu nha mấy chơi. Trời ơi con này nó lịch sự dễ sợ chưa. 52-53kg quay đầu à.
con này nó nhỏ nha, 5 2 5 3. Trời ơi, con này mặc cái quần jean đẹp, hàng này, nhìn nó chất lượng lắm. Lấy con này cho em ở 151 ha, 52 53 ký quay đầu, mã 151. Áo bé gái không còn nè mấy chị, áo bé gái có cổ dễ thương quá trời luôn. Áo bé gái dưới 30 ký giùm em, áo bé gái dưới 30 ký giùm em. Lấy cho em mã C38 đi, C38 đi. Dạ, tại ánh sáng nó không đều chứ, tại vì hôm nay nhà chỗ nhà em nó nắng quá, nó có nắng nó chiếu vô á. Buổi chiều chiều đi coi nó mát hơn chút xíu không. Mùa em nay kỳ cao cấp size S nha, dưới 46 ký thôi. Chả thì Lê còn xem lấy nè. Rồi em thấy bà là chọn 45 46 ký không á bà. Con này là size S của Nike. Hiếm lắm. Nó ghi mà cái mạc nó ghi là Nike size S á, là dưới 45 46 ký à. Lấy cho em mã số 17. Hoặc là mấy chị có con gái dưới 45 46 ký lấy mã 17 cũng được nha. Rồi em có cổ rêu nè, hàng túi hộp. Con này 55 kg cho đến 60 kg mặc đẹp giùm em nha mấy chị. Lấy con này cho em vi mã số B 45 nè. À, ok, tôi nhớ rồi, Quế Đăng Nguyễn nè. Quế Đăng Nguyễn cũng size XS ha, size nhỏ xíu luôn. Là 17 siêu phẩm Nike XS của Quế Đăng Nguyễn nè. Ủa, Quế Đăng Nguyễn mới vô ha ta, vô sớm hay là vô đâu rồi? Trời, vì có mấy cái size nè. Con này size XM đẹp quá nè. Cái hình của nó là hình 3D nha mấy chị nè. Đó, hình của nó là hình 3D, dễ thương kinh khủng luôn. Mã số B33. Rồi, con này nè cưng hết nấc chịu nổi luôn rồi đó. Con này dưới 50kg siêu cưng nè. Trời ơi, con này dễ thương quá. Không biết hàng hiệu của Princestar nữa. Con này là hàng của hãng Princestar nè. Đó, mã 503 đi. Trời ơi, hai con đó là tôi thấy quá tuyệt vời. Rồi, lên 2 dây nha. Mua cho con trai ạ. Cái con đó phong ngắn có mua trai được không vậy? Cái đó phong hơi ngắn thì à, bé trai thì nó cũng thấp mà đúng không? À quên. Rồi con này nha, 48-50kg body size S, 48-50kg body size S. Lấy cho em mã 197 nha mấy chị. Lấy cho em mã 197. Rồi một em size S nha. Vải siêu mát mịn luôn mấy chị, body luôn. Mặc mấy chị ôm dáng giùm em, 45kg đến dưới 50kg mặc ôm dáng. Lấy ôm dáng cho em mã B 47 luôn đi mấy chị. Lấy ôm dáng cho em ở B47. Trời, tím body ôm dáng 50-52kg ôm dáng nha mấy chế nha. Màu tím violet trơn ôm dáng. Lấy con này cho em mã M50. Lấy cho em mã M50 nha. Hôm nay có len chỉ không biết mấy chị đợi len chỉ chưa? Có chứ ơi, em cũng đang đợi nè. Khi nào có em báo trên live trước một ngày nha. Mấy chị bấm theo dõi Facebook của em nha. Mấy chị bấm theo dõi Facebook của em đi. Khi nào có em sẽ báo trước 24 tiếng nha mấy chị. Con này 50-55kg quay đầu mặt đẹp, 50-55kg quay đầu mặt đẹp nha. Lấy con này cho em mã 559 nha. 50-55kg quay đầu mặt đẹp, mã 559. Rồi đen trơn có túi nè. Con này 50-55kg quay đầu mặt đẹp, đen trơn một túi 50-55kg ha. Lấy cho em mã E45. Em like qua hết một lượt rồi em off nha mấy chế. Rồi chưa là em like thêm, like cho mấy chị thấy hết siêu phẩm của kiện này luôn. Rồi con này 50-55kg thêu, 50-55kg thêu nha. Lấy thêu cho em mã 279 giùm em. Lấy áo thêu cho em mã 279. Con này 55kg đến 60kg. Áo sọc đỏ siêu phẩm. Áo sọc đỏ nè. Sọc đỏ và sọc nhuyễn á mấy chị, thích ghê không. Lấy con này sọc nhuyễn cho em mã số 133. E45 của chị Như Ý Phạm trước rồi chị Tinh Châu Minh. E45 chân đen có một túi ha. Hồi mấy chị thích những cái form như vậy hả? Không thích hình nào mấy chế. Đây, form một túi thì mặc theo kiểu đơn giản. Trời ơi, con nâu tây hàng Uniqlo nè mấy bà. Cái này em vi bao vải, cam kết vải xịn chuẩn hãng. 50-55kg em cam kết vải xịn, nâu tây vải xịn của Uniqlo. 50-55kg mã số 75, mấy chị lấy liền đi mấy chị. Con nó đẹp quá lắm luôn rồi đó. Rồi em lên một cái có cổ nè, con này nam nữ thoải mái nha, dưới 55kg, không có 57kg, nữ 57kg cũng được, còn nam thì dưới 55kg thôi. Rồi lấy con này cho em mã số 529 luôn giùm em nha, lấy cho em mã 529 luôn. 75 của chị Thanh Tuyền Nguyễn, anh Tuyền Nguyễn săn mấy con này ha. 75 của chế Thanh Tuyền Nguyễn nha mấy chị, 75 em hết rồi. Rồi em lên một em basic nè mấy chị, form lửng.
Một con basic nè, con basic này là tay lật luôn dùm em nha mấy chị nha. Con này 57kg quay đầu nha, thoải mái, 56-57kg quay đầu. Lấy cho em mã số 2. Lấy cho em mã số 2 nha mấy chế, vải siêu phẩm luôn, vải đẹp quá trời luôn. Rồi một em rộng, con này 55kg-60kg luôn. Quá đẹp con bướm bướm nè, 55kg-60kg luôn, lấy cho em mã 940. Lấy cho em mã 940 nha, con thơ có đẹp quá sao mấy chị chốt. Rồi con này theo ren nè. Rồi 55kg cho đến 58kg theo ren. Size ML. Lấy con này cho em vi mã M99 nha mấy chị. Số 2 em chép cho chế thí quanh. Số 2 là con này hả? Trời ơi con này mặc dễ thương quá trời luôn. 940 của chị Bon Mon nè. Rồi mấy chị ở lại chút xíu nha, em qua hết toàn bộ các mẫu luôn nha. Em qua hết luôn, xong rồi chưa, các em nhờ bà Hai đem cái kiện tiếp theo qua luôn được chưa? Nên mấy chị cứ theo dõi hết tất cả các mẫu đi, đừng có bỏ lỡ. Có 35 ngày mà mấy chị bỏ lỡ nè, hai con cuối cùng siêu phẩm đó nè. Cái kiện này của em nó ít bỏ nhiều. Hai con cuối cùng siêu phẩm nè. Đó, con này đẹp nhất nách, con này free size với 60kg luôn nha mấy chị. Rồi, em đọc mã con đen là 9C55 nè. Thôi con này mấy chị có mê không, hàng hiệu của HM á, 50-55 ghế hàng hiệu HM. Phải không ta? À đúng rồi nè, H&M nè. Lấy cho em mã số 105. Hàng hiệu của H&M nha, mã 105 luôn dùm em nha mấy chế. Con này 50-55 ghế quay đầu mặt đẹp nha mấy chị nha, màu nâu. Lấy con này cho em mã số 206 đi, lấy cho em mã 206, 105 của Duyên Duyên nè. 105 của Trần Duyên Duyên nè. Không lấy cái đầu lâu đó ha, cái đầu lâu nó mới tinh nè. Đầu lâu nó mới tinh, tình tình luôn. Rồi. Rồi một em đơn giản, form đơn giản cánh dơi, size rộng. Con này 55kg cho đến 60kg giùm em Vi. 55-65kg lấy cho em mã 224 nha, con màu nâu này mã 224 nè. Rồi, một em chấm bi bẹt vai. Đây chấm bi cái cổ nó bẹt ra nha. Con này 50kg ôm dáng giùm em, 50kg là ôm dáng như vậy nè. Lấy con này cho em mã B41 nha. Dạ em chụp màn hình lại nha chị, chị sau nha chị. Chị vị trí thứ 3 lần. Em chụp màn hình lại rồi đó. Thông cảm giùm em nha, mã B41. Em chốt theo thứ tự nha chế. Rồi con này cổ vuông giùm em nè. Con này 52kg quay đầu mặt đẹp size SM. 45kg đến 52kg quay đầu mặt đẹp. Lấy cổ vuông màu đen này cho em mã số 53 đi mấy chị. Cái cổ vuông đen cho em mã 53. Màu em vải body. Con này 50kg body giùm em nha mấy chị. 50kg ôm dáng body giùm em. Lấy con này cho em mã số 22 nha mấy chế nha. Lấy cho em mã số 22. Con này áo mông tơ ghi, vải mông tơ ghi đó mấy chị. Con này 52kg quay đầu thôi, size SM. Trời con này coi bộ là đẹp lắm nè. Con này 45kg đến 52kg quay đầu thôi nha, size nhỏ. Lấy cho em mã C100. Lấy cho em mã C100. Hàng của Van nha mấy chị. Hàng hiệu của Van nha. Do giống hiệu giày á, mà size 140 à, chắc dành cho bé trai bé gái á. Con này là 35kg thôi, 30-35kg thôi, hàng hiệu của Van. Lấy siêu phẩm cho em mã 466 nha. Con đó hiệu Van nha mấy chị, mã 466. Một em size M nè, 52kg quay đầu, trời ơi rất là lịch sự luôn nha mấy chị. Vải mới tinh nè, 52kg quay đầu size M. Lấy con này cho em mã E18. Cái con van nó đẹp quá này mấy chơi. Rồi hiệu Diesel hả, hiệu này lạ quá ha. Size S body. Con này size S dưới 50kg body giùm em. Con này body sẵn sàng đi tiệc với quần jean rất là sang nha mấy chế nha. Cái dáng đằng sau của nó nè, thích không? Lấy con này cho em mã số E8 nha mấy chế, mã E8, E18 của chị Phạm nè. Con đó nó ghi xem M tầm 51-52 ghế quay đầu nha chị. Cái van em thấy đẹp quá mấy bà không lấy. Thùng 3D hàng hãng nha. Thùng 3D hàng của Gap. Con này áo Gap nha mấy chị, 50-55kg nè, lấy được nè. Trời ơi con này nhức cái nách rồi. 50-55kg áo của Gap nha mấy chị. Lấy cho em mã 241. Lấy áo của Gap cho em Vi mã 241 con đó nha. Con đó vải đẹp lắm. Ôi con này đẹp quá mà bị lỗi nè mấy chế nào.
Rồi. Con này là nó bị dính cái màu ép kiện á mấy chị, nó bị dính ánh 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 xanh chỗ này mấy chị thấy không? Mấy chị nhìn kỹ nó có ánh xanh một chút xíu ở đây ha. Rồi con này em tính với bà 10 ngàn thôi nè. Con này 50 55 kg mặt đẹp nha mấy bà. Ánh xanh chút xíu à. Đó, đó mấy chị nhìn ánh sáng nè. Ánh sáng nè nó mới thấy mờ mờ thôi. Rồi lấy con này cho em mã vàng 10k đi ha. Mã vàng 10k đi. 241 của chị Thanh Thanh. Bà, con này nói chung là đẹp lắm, đẹp lắm, cam kết đẹp mới nha. Vải nó xịn lắm. Vải 3D mà vải xịn lắm. Rồi được, con xuống liền nè ba ơi. Rồi con này nè, 55-60kg nè, em xuống cho nó ăn cái nè. 55-60kg con này lấy cho em mã 954. Con này 60kg nha mấy chị, mã 954. Thôi 50-55kg đen lửng một túi. Trời ơi, con này mấy bà không lấy nữa thì thua. Vải siêu phẩm. 50-55kg đen lửng một túi nè, thích chưa? Rồi lấy con này cho em mã số 35 đi. Vàng 10.000 của chị Phạm Nét, 954 của chị Ly Nguyễn. Con này lấy cho em mã 35 nha mấy chị. Chút xíu này em kẹp phiếu mới chết ha. Em lên 3 con nữa nè. Rồi con cuối là hàng của Champion. Size 160. Size này là tầm 50kg quay đầu ha mấy chế ơi. Hàng hiệu của Champion đó mấy chị. Trời ơi má ơi, ngay cách góc tay của nó theo chữ Champion nữa nè. Quá đẹp đúng không ạ? Con này dưới 50kg thôi, tiếc quá, tiếc quá. Lấy cho em mã M75 dưới 50kg, ai vừa lấy liền, con này hơi nhỏ. Mã M75. 35 em chốt cho chị Nguyễn Hưng trước nha, Khuyên Hoàng sau rồi em ơi. Rồi cái này là 50kg đến 52kg lửng, lửng đi ha mấy chế, mặc cái quần lưng cao giùm em. 50-52kg lửng giùm em nè nha. Lấy siêu phẩm này cho em mã 83 đi, ok, cái con Champion đó M75 của Thanh Thanh nè. Rồi body. Thôi con này body nút nữa đó. 47-48kg body sexy lắm á mấy chị. Đủ nút nha mấy chị. 47-48kg body giùm em. 47-48kg body quá đẹp. Quá đẹp luôn. 47-48kg body. Lấy body cho em mã số 48. Lấy body cho em mã số 48. Rồi em off nha mấy chế. Chiều tầm 1 giờ rưỡi em lên đi ha. 1 rưỡi đi nha. 1 giờ rưỡi đi, hẹn gặp mấy chị 1 giờ rưỡi đi. Cảm ơn mấy chị rất là nhiều hôm nay ủng hộ em nha. Chiều 1 giờ rưỡi em bứt thêm một cái kiện mới nữa cho mấy bà chọn cho nó sướng cái tay. Ok chưa? Bye bye mấy chị.